Nếu là bàn đào mọc ra từ tiên thụ bàn đào chân chính trong truyền thuyết, có lẽ hắn còn hơi hứng thú. chương 3313, gặp lại Hỏa Linh Nhi, kẻ tiêu diệt lang quân. Tuy bàn đào này không tệ, nhưng không đạt đến mức tiên dược đẳng cấp. Hắn cũng không thể cướp đi cơ duyên của người quen. Tiếp theo các người có kế hoạch gì không? Quân tiêu giao hỏi, tạm thời chúng ta cũng chưa có mục tiêu gì. Hỏa Linh Nhi vội vàng đáp, hàm ý muốn ở lại bên cạnh quân tiêu giao thêm một khoảng thời gian nữa. Phong lạc hạm không nói gì, nhưng hình như cũng có ý như vậy. Quân tiêu giao suy nghĩ rồi nói, được rồi, vân thánh đế cung ta cũng có quan hệ tốt với vài tộc trong vùng đất tiên di, đến đó đi. Cho dù sau này các người tự mình hành động cũng có người trợ giúp, sẽ không giống như lúc nãy, bị thế lực bản địa ức hiếp. Quân tiêu giao nói, sư phụ, người tốt quá. Hỏa Linh Nhi nghe vậy liền cảm động không thôi, nước mắt rưng rưng kéo tay áo quân tiêu giao, cơ thể nở nang lả lướt, mềm mại dán chặt vào tay hắn một sư phụ ân cần đẹp trai như vậy, đi đâu để tìm được chứ? Đa tạ công tử, Phong Lạc Hàm cũng tiến lại gần quân tiêu giao, hương thơm rất dễ chịu phảng phất xung quanh. Bị phong hỏa song mỹ kẹp ở giữa như bánh mì kẹp thịt, quân tiêu giao chỉ đành ho khan một tiếng. Khổ, vậy được rồi, xuất phát thôi. Phạm vi của vực không linh rất rộng lớn, có rất nhiều thế lực bản địa sinh tồn ở nơi đây. Kim xà tộc là một trong những bá chủ, tuy nhiên cũng có vài tộc có thế lực khác, ví dụ như tử lôi vũ tộc. Đó cũng là chủng tộc cường mạnh nhất trong Thiên Di Chi Địa. Hơn nữa còn hợp tác với Vân Thánh Đế Cung. Đương nhiên nếu nói một cách nể mặt thì là hợp tác, còn nói thẳng ra thì chính là lệ thuộc. Suy cho cùng thế lực ở mọi nơi đều có vài thiên kiêu đang ngủ say tại vùng đất tiên di. Nếu đã vậy dĩ nhiên cần có người chiếu cố, thế nên một vài thế lực đỉnh cao sẽ tìm đến vài thế lực trong vùng đất tiên di để hợp tác. Mà thế lực bản địa trong vùng đất tiên di cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích nhớ lại thì đại trưởng lão Vân Thiên đã nói với quân tiêu giao. Hắn có thể đi tìm tử lôi vũ tộc, mấy người quân tiêu giao, bằng phi dương, hỏa huyến, hỏa linh nhi và phong lạc hạm chẳng mấy chốc đã đến vực không linh, nơi đóng quân của tử lôi vũ tộc. Đó là một cái tổ màu tím khổng lồ treo trên không, giống với tổ chim, xung quanh tràn ngập những đám mây tích điện màu tím. Tộc nhân của tử lôi vũ tộc ngay lập tức nhận ta mấy người quân tiêu giao đang đến mà điều khiến cho người khác phải kinh ngạc đó chính là tộc trưởng của tử lôi vũ tộc đích thân xuất hiện. Tử lôi vũ tộc không khác với nhân loại lắm, khác biệt duy nhất đó chính là đôi cánh màu tím ở sau lưng, bao quanh bởi sấm sét tím, sở hữu bí lực vô song, kiểm soát sấm chấp. Đế tử đến quả thực khiến tử lôi vũ tộc chúng ta rất vinh hạnh. Tộc trưởng của tử lôi vũ tộc nhìn thấy quân tiêu giao thì nở một nụ cười hiền hòa. Hắn tự mình đến nghênh đóng, cũng đủ để thấy coi trọng quân tiêu giao đến mức nào. Quả thật không thể coi thường dù sao đây cũng là nhân vật cấp đế tử của Vân Thánh Đế Cung. Có thân phận giống với mấy vị thiên kiêu đang ngủ say vùng đất tiên di. Mà quan trọng hơn tộc trưởng tử lôi vũ tộc rất có mắt nhìn người. Vị đế tử đó có được hỗn độn thể trong truyền thuyết, nhất định sẽ càn quét thời đại này. Thậm chí có vứt thân phận của hắn sang một bên, thì cũng là người nên xây dựng quan hệ cùng. Tộc trưởng tử lôi vũ tộc cảm thấy, không biết chừng mai sau vị trí vân thánh thiếu đế của vân thánh đế cung cũng sẽ do người này đảm nhiệm. Bởi vì hắn đã gặp được đế tử thiên mạnh đang ngủ say của vân thánh đế cung, thật sự là một nhân vật cực kỳ xuất chúng. Nhưng giờ đây quân tiêu giao lại mang đến cho tộc trưởng tử lôi vũ tộc một cảm giác thâm sâu khó dò. Tuy biết rằng cái vị vân đạo nhất rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng lúc đối mặt với quân tiêu giao, người biết rằng hắn mạnh, có điều không biết hắn mạnh bao nhiêu, mạnh đến mức nào. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất, tộc trưởng khách khí rồi, cũng phải đa tạ tử lôi vũ tộc, ở trong vùng đất tiên di đã chiếu cố rất nhiều cho người vân thánh đế cung ta. Quân tiêu giao khẽ chắp tay nói, nghe đến đây tộc trưởng tử lôi vũ đã càng cười tươi hơn. Không chỉ có thực lực thiên phú xuất chúng, tính cách cũng rất khiêm nhường nhã nhặn. Quả là một người tuyệt thế hiếm thấy trên thế gian. Mời, tộc trưởng tử lôi vũ tộc dẫn mấy người quân tiêu giao tiến vào trong tử lôi vũ tộc. Sau đó là một bữa tiệc nhỏ, quân tiêu giao cũng không từ chối. Tuy nhiên lúc hắn nhìn xung quanh một lượt, mới nhận ra không thấy người của Vân Thánh Đế cung đâu. Thế là hắn cất tiếng hỏi, "Đúng rồi, tộc trưởng, người của Vân Thánh Đế cung vào vùng đất tiên di trước đó không ở trong này sao? Quân Tiêu giao tới đây là muốn xem thử Vân Khê có đến hay không." Tộc trưởng Tử Lôi Vũ tộc nói, "Bọn họ có tới, còn có một vị đế nữ, hẳn là đế nữ muội muội của ngươi. Có điều bọn họ đã đi đến Tinh Hải Thiên Hà, đang chờ Táng Đế Lăng Viên xuất hiện." Táng Đế Lăng Viên, ánh mắt Quân Tiêu giao lóe lên hắn cũng đã nghe đại trưởng lão vân thiên nói sơ qua táng đế lăng viên này có thể xem như là một trong những đại cơ duyên ít ỏi của vùng đất tiên di đến cả đại trưởng lão vân thiên cũng khuyên hắn nếu có cơ hội thì không nên bỏ lỡ tộc trưởng tử lôi vũ tộc nói thường thường cách một khoảng thời gian táng đế lăng viên sẽ nổi lên bên trong tinh hải thiên hà ở trong đó chính là nghĩa trang của đế giả quân tiêu giao khẽ gật đầu kế tiếp hắn cũng muốn đến tinh hải thiên hà và táng đế lăng viên một chuyến sau đó quân tiêu giao nói cho tộc trưởng tử lôi vũ tộc chuyện của kim xà tộc. Tộc trưởng tử lôi vũ tộc nói, xin đế tử yên tâm, tuy kim xà tộc có hơi khó đối phó, nhưng nếu chúng thật sự dám phái người đến làm hại các ngươi. Tử lôi vũ tộc ta dĩ nhiên sẽ không chỉ ngồi nhìn. chương 3314, Kim xà tứ lang quân báo thù. Quân tiêu giao về phía mấy người phong lạc hạc, hỏa linh nhi. Tiếp theo ta sẽ đến táng đế lăng viên một chuyến, các ngươi cũng đi cùng đi. Các ngươi một người mang hỏa linh thánh thể, một người mang phong linh thánh thể, có lẽ sẽ tìm được truyền thừa phù hợp. Táng đế lăng viên, nơi an nghỉ của vô số cường giả. Chắc chắn trong đó sẽ có cường giả tinh thông phong hỏa chi đạo. Hu hu, đa tạ sư phụ chịu dẫn theo chiếc chuông nhỏ này. Hỏa linh nhi cảm động không thôi, quân tiêu giao biết thực lực của bọn họ có lẽ khó mà bắt kịp. Vì thế muốn dẫn theo bọn họ, cho bọn họ cơ duyên để nâng cao. Nếu không đổi lại là người khác ai lại rảnh rỗi mà dẫn theo hai gánh nặng. Tuy nói vậy có phần khó nghe, nhưng sự thật chính là vậy. Tuy thiên tư của phong hỏa song Mỹ không kém, nhưng nếu đi táng đế lang viên thì còn có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt của thế lực trung cực. Nếu so với những thiên kiêu yêu nghiệt của thế lực trung cực kia, những thiên kiêu thế lực thứ trung cực bọn họ quả thật yếu hơn một bậc. Nếu không có quân tiêu giao dẫn theo, có lẽ bọn họ rất khó khăn để tranh giành cơ duyên. Được rồi, đừng ở đây mà cảm động nữa. Quân tiêu giao khẽ gõ đầu hỏa linh nhi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đám người quân tiêu giao chỉnh đốn sơ qua xong, liền đi đến tinh hải thiên hà. Vực không linh trên bầu trời gần khu vực tinh hải thiên hà có bốn thần hống màu vàng chạy như bay, đó là bốn vị nam tử có khuôn mặt như nhau, mặc trang phục màu vàng. Kia chính là Kim Xà Đại Lang Quân, Kim Xà Nhị Lang Quân, Kim Xà Tam Lang Quân và Kim Xà Tứ Lang Quân. Thực lực của bọn họ đều thuộc hàng 10 đại cao thủ, mạnh hơn rất nhiều so với những vị lang quân còn lại. Lúc này đây sắc mặt của bốn vị lang quân đều vô cùng u ám bọn họ đã nghe được tin báo từ trong tộc mấy đệ đệ ruột thịt của bọn họ đều đã chết nguyên nhân vì đệ đệ của bọn họ để mắt tới hai nữ tử lấy được bàn đào sau đó liền bị giết bây giờ hai nữ tử kia đang ở tử lôi vũ tộc mà kẻ cầm đầu chính là đế tử vân tiêu của vân thánh đế cung quả nhiên vân thánh đế cung chẳng coi ai ra gì kim xà tứ lang thang giọng nói run rẩy ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn trong vùng đất tiên di không kẻ nào dám giết người của kim xà tộc ta mà không phải trả giá bất cứ cái giá nào Kim xà đại lang quân nói, hắn là một trong chín kim xà cửu đại lang quân, cũng là người mạnh nhất. Nhưng nếu chúng ta thật sự ra tay với đế tử của vân thánh đế cung, mà hắn lại là hỗn độn thể, hơn nữa còn ra oai thân phận ở nơi này. Kim xà nhị lang quân nghi ngại nói, kim xà đại lang quân nở một nụ cười lạnh lùng, muội muội của hắn không phải đang ở táng đế lăng viên à. Nếu không giết được hắn, chúng ta có thể quấy nhiễu nàng ta, khiến nàng ta không có cách nào lấy được cơ duyên nếu bọn họ giết người của vân thánh đế cung thật thì sẽ rất phiền phức nhưng quấy nhiễu chúng để chúng tay không mà ra về thì bọn họ vẫn làm được tinh hải thiên hà chính là một khu vực bên trong vùng đất tiên di nhìn thoáng qua liền thấy những ngôi sao tầng tầng lớp lớp hợp lại thành thiên hà như một giải thiên hà tráng lệ cắt ngang vũ trụ thường thường cách một khoảng thời gian sẽ có một nghĩa trang nổi lên trong thiên hà ở trong đó chính là đế mộ ẩn chứa rất nhiều cơ duyên hơn nữa còn có thể lấy được rất nhiều truyền thừa đế cấp đạo thống vì vậy đó cũng là nơi thu hút sự chú ý nhất giờ phút này tại rìa tinh hải thiên hà từ sớm đã có rất nhiều sinh linh tụ tập lại nơi đây tạo thành một khung cảnh chen lấn nhốn nháo thế lực khắp nơi đều xuất hiện có thế lực của sinh linh trùng tộc bản địa cũng có những tu sĩ thiên kiêu từ bên ngoài đến mà hiện tại vị trí có lợi nhất đã bị nhiều thế lực chiếm lấy trong đó khiến người khác chú ý nhất chính là thế lực trung cực người của tộc vân thánh đế cung và hiên viên đều có mặt mà phía bên vân thánh đế cung có một vị thiếu nữ áo xanh thanh lệ xinh đẹp thanh khiết như tiên nữ thu hút biết bao ánh mắt của người khác chính là vân khê ngoài ra còn có vân huyền hư vân ngọc xanh vân thanh lâm của đế tộc vân thị trong giới hải bao gồm cả đám người địa mạch đạo tử vân chiêu của vân thánh đế cung cũng ở đây còn có một vài đạo tử đạo nữ của thiên mạch có thể nói vân thánh đế cung là thế lực trung cực thế nên có không ít người thiên kiêu cũng cường thịnh chỉ đáng tiếc rằng thiếu đi một người lãnh đạo đế tử đế nữ của thiên mạch bị phong ấn bên trong quân tiêu giao cũng chưa từng đến còn vân khê dù cho là thiên tư thực lực hay là thân phận cũng đều có thể nói là hoàn hảo hơn nữa còn có thân phận truyền nhân của địa hoàng nhưng nếu so sánh với người anh quân tiêu giao của nàng về mặt uy danh vẫn còn kém hơn một bậc thiếu đi khí chất lãnh đạo và sức mạnh thống trị mà ở đây còn có một thế lực có thể so sánh với quy mô của vân thánh đế cung chính là tộc hiên viên người của tộc hiên viên kéo tới cũng không ít Người dẫn đầu chính là một vài vị hoàng tử hoàng nữ của tộc Hiên Viên, uy danh vang xa, khí thế bất phàm. Trong đó có Chiến hoàng tử, toàn thân được bao phủ bởi thần mang, tiếng tăm uy nghiêm, như một bức thiên địa hồng lô, hít vào thở ra luồng tinh khí khủng bố, ảnh hưởng đến cả đất trời. Mặc khác còn có một nữ tử của tộc Hiên Viên, cũng có phần khiến người khác phải để ý đến. Chương 3315, nói cho nguyên như ý biết, vị nữ tử kia mặc một bộ chiến váy màu vàng, da rẻ trắng như tuyết vóc người rất ấn tượng. Đặc biệt là đôi chân dài, cực kỳ thon dài thẳng tắp, mang một đôi chiến giày ống cao màu vàng, chỉ lộ một phần đùi trắng trẻo dưới chiến váy và đôi giày. Khiến người ta nhìn vào là phải nuốt nước bọt, nữ tử cầm một cây thương dài màu vàng, dung mạo rắn giỏi, khác hẳn với đám người chiến hoàng tử yếu đuối. Nàng chính là nữ chiến thần hiên viên phượng vũ của tộc hiên viên. Trừ hai tộc vân thánh đế cung và tộc hiên viên ra, còn có một thế lực khác hiện diện. Đó chính là thiên kiêu của khởi nguyên học phủ không ngờ trong đó có một bóng người quen thuộc, khuôn mặt đoan chính, lông mày sắc nét, ngoại hình bất phàm, cơ thể tỏa ra khí tức to lớn chuẩn đế. Đó chính là Lý Vô Song, lúc ở khởi nguyên chi cảnh, quân tiêu giao từng gặp Lý Vô Song và Phương Đông Hạo, dùng một chiêu mà đánh bay. Sau khi rời khỏi khởi nguyên chi cảnh, Đông Phương Hạo đến được Thánh Đô Tam Hoàng. Đương nhiên Lý Vô Song không đi được, hắn với nơi đó không có quan hệ gì. Cho nên hắn ở khởi nguyên học phủ chờ đợi, đế tộc lý thị sau lưng hắn tuy không có quyền lực gì tại vũ trụ khởi nguyên nhưng dù sao cũng là đế tộc một phương thêm vào đó dù sao hắn cũng là ngọn gió đang phất lên ở khởi nguyên học phủ mặt khác nguyên linh nguyên người thảo đường cũng xuất hiện ở đây nhưng thỉnh thoảng nàng lại nhìn xung quanh như đang chờ đợi cái gì đó không lâu sau lại có một nhóm thế lực đi vào nhìn thấy nhóm thế lực này khuôn mặt của nguyên linh nguyên hiện lên vẻ mừng rỡ đó chính là tam sinh điện phủ Dẫn đầu là một nữ tử mặc thường phục quấn khăn choàng lụa đen, dung nhan tuyệt mỹ, môi không tô mà đỏ thắm, lông mày không vẽ mà đen nhánh. Cả người tràn ngập vẻ thanh lịch, khí chất ôn hòa, đây chính là tư tế của tam sinh điện phủ nguyên như ý. Tỷ tỷ, nguyên linh huyên đang phía bên đám người khởi nguyên học phủ, nhìn thấy nguyên như ý liền lách mình chạy qua. Tuy nhiên mục đích của nàng không phải gặp tỷ tỷ, ánh mắt của nàng hướng tới đám người tam sinh điện phủ ở phía sau. Tỷ, Trần Huyền hắn ở đâu rồi? Nguyên Linh Huyên ngờ vực hỏi, sau khi tới vùng đất tiên di hắn liền một mình rời đi. Nguyên như ý thản nhiên nói, cái gì, một mình hắn, nhưng tu vi của hắn bị phế rồi, mà lang bạt trong vùng đất tiên di này. Trong mắt Nguyên Linh Huyên hiện lên vẻ lo lắng, Linh Huyên, con người này có hơi thần bí, mà hắn lại giấu giếm muội muội đừng ngốc nghếch rồi để bị hắn gạt. Nguyên như ý điềm nhiên nói, nhưng, Nguyên Linh Huyên vẫn cứ lo lắng, lúc này đây bỗng xuất hiện một người tiến lại gần phía tam sinh điện phủ. Như ý tiên tử, một giọng nói truyền đến, nguyên như ý quay lại nhìn, liền thấy một vị tăng nhân trẻ mặc Phật y. Hóa ra là vấn tuệ Phật tử, nguyên như ý khẽ gật đầu chào hỏi, tam sinh điện phủ coi việc trấn áp hỏa kiếp huyết nguyệt là nhiệm vụ của mình. Mà đông lăng tự một mực chấn giữ di hài nữ đế đã tàn phế. Khoảng thời gian trước liên hoa Phật thánh tự mình hạ màn, trấn áp đại trận phong ma. Vì thế hai bên thế lực cũng coi như có quen biết. Như ý tiên tử, tiểu tăng có một việc muốn nói với ngươi. Vấn tuệ Phật tử nói đến đây, lại liếc nhìn Nguyên Linh Nguyên, sau đó lại mơ hồ nhìn về phía Vân Thánh Đế Cung. Thấy rằng không có quân tiêu giao ở đó, hắn mới bình tĩnh lại. Chuyện gì, Nguyên Như Ý hỏi, vấn tuệ Phật tử ngưng tụ thần niệm, truyền âm cho Nguyên Như Ý. Nguyên Như Ý nghe xong sắc mặt thay đổi, nhìn về phía vấn tuệ Phật tử. Sao cơ, tin tức này của ngươi là thật, tâm cảnh hài hòa như mặt nước của Nguyên Như Ý, giờ đây lại nổi lên gợn sóng. Nếu như lời vấn tuệ Phật tử nói là thật, sẽ có ảnh hưởng rất lớn liên lụy đến rất nhiều người đây không phải là chuyện một mình nàng có thể giải quyết tuy không thể hoàn toàn xác định nhưng tiểu tăng khá chắc chắn giọng điệu vấn tuệ phật tử kiên định nói nguyên như ý nghe xong khẽ lắc đầu nếu không thể hoàn toàn xác định vậy thì còn cần phải bàn bạc bởi vì tin tức này của ngươi quả thật khiến cho người khác quá bất ngờ nhưng bây giờ táng đế lăng viên sắp xuất hiện tạm thời không có thời gian chờ đến khi về rồi sẽ thảo luận sau dung nhan xinh đẹp như ngọc của nguyên như ý hiện lên vẻ nghiêm trọng chuyện này không nhỏ không thể tùy tiện nói lung tung bằng không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tuy nhìn qua nhân phẩm của vấn tuệ phật tử không có vấn đề nhưng nàng là tư tế của tam sinh điện phủ không thể nào tùy tiện đưa ra quyết định tiểu tăng hiểu rồi vấn tuệ phật tử khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài thườn thượt đến cả tam sinh điện phủ cũng e ngại sao nhưng ngẫm lại cũng đúng dù sao cũng là đế tử của vân thánh đế cung hơn nữa còn là hỗn độn thể cho dù có chuyện gì xảy ra Vân Thánh Đế Cung vẫn sẽ dốc sức mà bảo vệ hắn. Hiện tại hắn không hy vọng có thể thẳng tay tiêu diệt quân tiêu giao, điều đó không thực tế lắm. Nhưng chỉ cần có thể đối phó với hạ huyền họa là có thể dẫn lửa đốt cháy quân tiêu giao, khiến cho hắn phải hiện nguyên hình. Đấy mới là mục đích của vấn tuệ Phật tử. Tỷ tỷ, các tỷ đang nói gì vậy? Nguyên Linh Huyên nhìn thấy hai người trao đổi với nhau liền hỏi. Không có gì, Nguyên như ý đáp, nếu như lời của vấn tuệ Phật tử là thật, rằng Trần Huyền đã chết. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Nguyên Linh Huyên biết sẽ tốt hơn. Đúng lúc này, ở sâu trong tinh hải thiên hà bỗng nhiên có tinh vân quay cuồng, không gian dao động mãnh liệt. Trong mơ hồ, có một luồng đế uy minh mông cuồn cuộn đang kích động, có một chút cảnh tượng mông lung bắt đầu hiện lên. Táng đế lăng viên sắp xuất hiện, nhìn đến đây, các thế lực ở khắp nơi bất kể là thiên kiêu ngoại giới hay sinh linh ở bản thổ đều tập trung ánh mắt. Ngay khi thời gian không sai biệt lắm, lại có bốn bóng người buông xuống đây chung quanh có một số sinh linh tu sĩ nhìn đến, đều tránh lui sang một bên. Là kim xà tộc, kim xà tộc, coi như bá chủ một phương trong vùng đất tiên di, ngày thường cũng tương đối ngang ngược. Cho nên không có nhiều thế lực chủng tộc muốn chọc vào bọn họ. Bốn vị lang quân kim xà tộc đưa mắt nhìn qua về phía vân thánh đế cung, thấy được vân khê. Trong mắt bọn họ mang theo sự lạnh lẽo, chỉ là hiện tại bọn họ cũng không có động tác gì, chỉ đứng đó chờ đợi. Không bao lâu, cảnh tượng bên trong tinh hải thiên hà càng thêm kinh người tiên quang dâng lên, đế khí khắp trời, muôn hình vạn trạng. Sâu bên trong tinh hải dường như nứt ra một lẽ hở thật lớn, trong đó thần hy dâng lên, đạo âm ù ù, mình mông chấn động. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây càng thêm kích động. Không hổ là táng đế lăng viên, trí bảo truyền thừa trong đó nhiều không đếm xuể, chỉ đợi người có duyên. Ta có thể cảm giác được giống như trong chỗ u minh có âm thanh đang kêu gọi ta, trong đó có truyền thừa thích hợp ta. Thiên kiêu ở đây đều hầm hè xoa tay, nóng lòng muốn thử chương 3316, giết bảo đệ của bọn họ thì phải đền tiền. Lúc này, tiền mang dâng lên, đế khí tràn ngập bên trong vết nứt lớn. Bỗng nhiên có rất nhiều luồng sáng thoát ra, bên trong những luồng sáng đó rõ ràng là từng chiếc bảo vật, ánh sáng long lanh. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, còn có rất nhiều bí bảo, cổ vật. Biến thành từng chùm sáng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Một số tu sĩ thiên kiêu của thế lực ở đây có chút không kìm nén được, trực tiếp đuổi về phía các bảo bối đó. Nhưng một số nhân vật quan trọng của các thế lực đỉnh cấp như đám người nguyên như ý của Tam Sinh Điện Phủ, chiến hoàng tử của tộc Hiên Viên, đám người nữ chiến thần, còn có đám người Vân Khê của Vân Thánh Đế cung thì đều rất bình tĩnh. Thứ nhất là tầm mắt bọn họ đều rất cao, những bảo bối này còn không vào được mắt bọn họ. Thứ hai, bọn họ biết cơ duyên chân chính nằm ở bên trong Táng Đế Lăng Viên. Những bảo bối bay ra ngoài trước mắt này chẳng qua là đầu thừa đuôi thẹo mà thôi. Nếu đi đuổi theo những cơ duyên này mới là bỏ gốc lấy ngọt nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Ngay khi một số thiên kiêu đuổi theo những bảo khí đó. Bên trong tinh hà thiên hải, không gian rốt cuộc bước đầu ổn định xuống, cảnh tượng mông lung trong đó cũng dần dần rõ ràng. Xuất phát, giờ khắc này, nhóm thiên kiêu của các thế lực tam sinh điện phủ, tộc hiên viên, vân thánh đế cung, khởi nguyên học phủ đều không hẹn mà cùng đồng thời nhằm vào bên trong táng đế lăng viên. Còn có một số yêu nghiệt đứng đầu các thế lực bản thổ, ví dụ như đám người tứ lang quân kim xà cũng đồng thời nhảy vào trong đó bên trong táng đế lăng viên phạm vi diện tích rộng lớn từng ngọn núi mổ nhô lên còn có các kiến trúc sụp đổ có rất nhiều cái đã bị người đào ra hoặc là đã bị người khác chiếm được truyền thừa chỉ là ở sâu bên trong của táng đế lăng viên còn có một số ngôi mộ lớn một ít truyền thừa đế cảnh chưa bị người chiếm được có rất nhiều cái đều phải yêu cầu duyên phận không phải dựa vào sức mạnh cưỡng chế là có thể lấy được hơn nữa cũng có rất nhiều hung hiểm bên trong những ngôi mộ lớn lưu lại rất nhiều trận pháp cấm chế, thậm chí thú canh mộ. Chúng đều sẽ mang đến uy hiếp rất lớn, cho nên theo tình huống thông thường thì một số thiên kiêu chỉ sẽ đi thăm dò những ngôi mộ lớn ẩn ẩn có thể sinh ra cộng minh. Trừ phi là thật sự là không có duyên phận gì thì mới lựa chọn xông vào một số ngôi mộ lớn. Sau khi tiến vào táng đế lăng viên, các thế lực khắp nơi cũng nhanh chóng phân tán ra. Rốt cuộc ai cũng không muốn khi vừa mới tiến vào đã đấu đến người chết ta sống, đó chỉ là làm mất công lãng phí cơ hội thôi. Phía bên vân thánh đế cung, Vân Khê cũng nói với mọi người, các vị, bên trong táng đế lăng viên diện tích rộng lớn, chúng ta chia ra, từng người tìm kiếm cơ duyên. Thân phận của Vân Khê chính là đế nữ địa mạch, không có quân tiêu giao, thân phận của nàng là tối cao nhất. Sở dĩ chia ra là bởi vì diện tích táng đế lăng viên rộng lớn, nếu bọn họ cùng nhau hành động, xác suất đạt được cơ duyên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ bằng từng người hành động, răng lưới rộng, vớt nhiều cá. Được, mọi người khẽ gật đầu, đế nữ Vân Khê, có cần ta đi theo ngươi hay không, đến lúc xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đạo tử địa mạch Vân Chiêu mở miệng nói, tuy hắn không thông qua khảo nghiệm của quân tiêu giao, được đến khả năng theo đuổi Vân Khê. Nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn muốn biểu hiện một chút. Vân Khê khẽ lắc đầu nói, không cần, chỉ có ca ca của ta có thể chiếu cố ta. Còn ngươi, nếu thật sự gặp chuyện gì còn không biết là ai chiếu ứng ai đâu. Vân Khê vốn không xem thường Vân Chiêu, mà thật sự là như thế. Vân Khê trông giống như em gái dễ bắt nạt, nhưng thực lực của nàng thì lại không phải vậy. Phi tiên chi quang vừa ra, thiên địa đều tịch diệt. Vân Chiêu cũng lộ ra sắc mặt xấu hổ, hình như đúng là vậy thật, một mình Vân Khê một người rời đi, lướt trên không mà đi. Nàng có được hai bảo vật tiên linh, có thể cảm ứng được bên trong Táng Đế Lăng Viên không có truyền thừa của tiên linh đế. Nhưng chắc là cũng có bảo tàng truyền thừa làm nàng cảm thấy hứng thú. Sau đó không lâu, Vân Khê trong mắt lộ ra một tia ánh sáng nàng đã nhận ra một chút khí tức, phát hiện một đế mộ có khả năng có duyên với nàng. Mà đúng lúc này, trong không gian bỗng nhiên có trận văn màu vàng áp xuống hướng về phía nàng. Trận văn kia vặn vẹo quay cuồng, giống như hình rắn, mang theo lực lượng phong trấn vô cùng cường đại. Vân Khê thấy thế, không chút hoang mang, cũng nhanh chóng ra tay, trên người tiên khí bừng bừng, thần hy kích động. Nàng nâng trưởng ngăn cản, mà chung quanh không gian, hiện ra bốn bóng dáng. Đúng là bốn vị lang quân của kim xà tộc kim xà tộc, nhìn đến bốn người này, Vân Khê hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng nghe nói qua về kim xà tộc, xem như bá chủ một phương trong tiên di. Nhưng vậy thì tính sao? Có lẽ một số thế lực bản thổ bên trong tiên di không để bụng thế lực thứ trung cực. Nhưng đối mặt với thế lực trung cực chân chính, những thế lực bản thổ vẫn có chút cố kỵ. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Mặt đẹp của Vân Khê lạnh lẽo, bốn người này ngược lại cũng khôn khéo, trực tiếp dùng trận pháp bao vây nàng hơn nữa tu vi của bốn người đều không yếu trận pháp bọn họ thi triển ra chuẩn đế sơ cấp bình thường khó có thể bỏ chạy trong khoảng thời gian ngắn a à, chỉ là là gậy ông đập lưng ông thôi kim xà đại lang quân nhìn về phía vân khê trong mắt lạnh lẽo đến cực điểm không sai huynh trưởng của ngươi giết năm bảo đệ của ta đây có được tính là nợ máu không kim xà nhị lang quân nói ca của ta tới ư mắt cười của vân khê sáng ngời căn bản không có để ý đến chuyện khác nàng biết Quân tiêu giao nhất định sẽ đến. Ngươi, nhìn thấy Vân Khê căn bản là không để ý chuyện quân tiêu giao làm, sắc mặt của bốn người đều biến xanh mét. Mạng của Kim Xà tộc bọn họ không phải mạng à, ngay cả tư cách bị để ý đều không có ư? Các ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm ca ca của ta. Thần hy trên người Vân Khê mở mịt, có quang vũ rơi xuống. A, à, thật ra một tiểu mỹ nhân tuyệt thế, đáng tiếc là người của Vân Thánh Đế cung. Bốn vị lang quân Kim Xà nhìn chằm chằm Vân Khê, âm thầm đáng tiếc. Nếu Vân Khê không phải người của Vân Thánh Đế Cung, bọn họ sợ là đã nhịn không được ra tay chân áp trước. Cô em này quá ngon miệng, quá xinh đẹp, đáng tiếc là người của Vân Thánh Đế Cung, nếu thật sự làm ra việc gì với nàng, vậy thì hậu quả thật sự là quá khủng bố. Nhưng bọn họ lại không cam lòng nuốt xuống ngụm ác khí này. Cho nên muốn vây khốn Vân Khê, một mặt làm cho nàng không thể đoạt được cơ duyên. Về mặt khác, nếu quân tiêu giao tới, không nói đến giết hắn, ít nhất cũng phải làm hắn đổ máu, trả giá gì đó giết bảo đệ của bọn họ, vậy thì phải trả tiền. Chương 3317, giết ngược lại Kim Xà Lang Quân. Ca của ta bình thường không giết người, trừ phi các ngươi chọc hắn, hoặc là chọc người bên cạnh hắn. Đối với việc quân tiêu giao giết vài vị Kim Xà Lang Quân, Vân Khê không để bụng chút nào, dù sao chỉ cần là ca của nàng làm gì, nàng đều sẽ duy trì. Đừng nói là việc nhỏ này, kể cả khi ca của nàng muốn diệt thế, nàng cũng sẽ đứng ở bên cạnh hắn hỗ trợ thiện ác thị phi gì đều không quan trọng bằng ca ca quân tiêu dao của nàng. Vậy ngươi cứ chờ để ca ngươi tới cứu ngươi đi, kim xà đại lang quân lạnh lùng nói, nhưng mà lời này giống như chọc tới chỗ đau nào đó của Vân Khê. Nàng nhớ tới lúc trước khi nàng vừa đi đến thế giới nam đầu, một mình phiêu bạt, cuối cùng bị bắt ở tinh hải hắc ám, sau đó vẫn là quân tiêu giao tự mình đến cứu nàng. Nhưng hiện tại, Vân Khê đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng không còn là muội muội chỉ biết chờ ca ca tới cứu bên ngoài thân thể vân khê có tiên ý siêu nhiên chuyển động. Đó là vô cấu tiên linh thân, là phương pháp luyện thể trí cường tiên linh đế lưu lại, đã được vân khê tu luyện rất sâu. Mỗi một tắc da thịt bên ngoài thân thể nàng đều giống như tiên ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Trông sáng bóng nhẵn nhụi, non như mỡ ngọc, nhưng lại ấp ủ lực lượng khủng bố. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của vân khê xuất hiện màn mưa ánh sáng, từng luồng tiên khí. Tiên linh chi tâm nhảy lên, tiên linh chi cốt bày ra huyền ảo ánh sáng sáng đến cực điểm dâng lên từ thân thể mềm mại của vân khê bên trong sự xa hoa lộng lẫy lại mang theo một loại uy lực khủng bố làm mai một thế gian vạn vật chính là tuyệt học của tiên linh đế phi tiên chi quang một chiêu này đã từng khiến tháp linh của tiên linh bảo tháp đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây là tuyệt học cốt lõi nhất của tiên linh đế áo nghĩa phi tiên lại bị vân khê hiểu được một chút đó là cái gì nhanh ra tay khống chế sắc mặt kim xà đại lang quân đột nhiên thay đổi tuy bọn họ biết vân khê là truyền nhân địa hoàng thiên tư thực lực cũng không kém nhưng bởi vì bề ngoài vân khê trông nhìn quá mức ngây thơ vô hại cho nên khi người ta nhìn qua mức độ uy hiếp không lớn nhưng trước mắt cảm giác được thần quang khủng bố đủ để chôn vùi rất nhiều vật chất trên thế gian bốn vị kim xà lang quân cảm giác được một loại nguy hiểm làm ra đầu tê dại nàng đâu phải nguyễn muội tử gì đâu chứ đây là em gái đáng yêu đòi mạng mới đúng bốn người vội vàng sử dụng trận pháp việt học của kim xà tộc kim xà phúc thiên trận trong hư không trận văn màu vàng ngưng tụ thành một con rắn vàng giống như chân long hiện lên phải biết rằng bốn vị kim xà lang quân đều là nhân vật cấp 10 đại cao thủ chuẩn đế cảnh bốn yêu nghiệt chuẩn đế hợp lực đãi ngộ như vậy không có nhiều thiên kiêu có được đâu vân khê lại không sợ phi tiên chi quang loạn thiên địa làm kim xà phúc thiên trận do bốn nhân vật nhân vật cấp 10 đại cao thủ tự tay bày ra đều chấn động kịch liệt run rẩy Bốn người giống như bị đánh thật mạnh, thân hình chấn động. Bọn họ kinh hãi không thôi, đồng thời cảm thấy may mắn. Cũng may là bốn người bọn họ cùng ra tay, lại còn bố trí trận pháp. Nếu như một đối một, nói thật thì bọn họ đúng là có nguy cơ bị giết ngược. Tuổi trẻ như thế, lại có lực chiến như vậy, điều này khiến cho bốn vị Kim Xà Lang quân mắng thầm trong lòng. Tại sao đôi huynh muội này đều yêu nghiệt như vậy, không ai dễ đối phó cả. Cùng lúc đó, ở bên kia, ở bên ngoài Táng Đế lăng viên, tại tinh hà thiên hải. Một con huyền quang đại bàng đập cánh rồi hạ xuống đây. Mấy người quân tiêu giao, hỏa linh nhi, hỏa huyễn, phong lạc hạm bên trên lưng đại bàng. Đây là táng đế lăng viên, ánh mắt quân tiêu giao nhìn vào vết nứt rất lớn sâu trong tinh hà thiên hải, trong đó rất nhiều cảnh tượng rộng lớn mơ hồ hiện ra. Bọn họ tiến vào trong đó, sau đó quân tiêu giao nói, trong táng đế lăng viên có không ít đế mộ, tuy đại bộ phận đều đã bị khai quật, truyền thừa bị cướp đi. Nhưng còn có một bộ phận, đang chờ đợi người có duyên đạt được truyền thừa. Từng người các ngươi đi theo đại đạo phong hỏa con đường lớn, nói không chừng có thể tìm được đế mộ truyền thừa phù hợp với thuộc tính của các ngươi. Đệ tử hiểu rõ, Hỏa Linh Nhi gật đầu, Phong Lạc Hạm cũng thế, từng người các nàng phải đi tìm cơ duyên thuộc về chính mình. Cùng quân tiêu giao ở một chỗ, sẽ chỉ kéo chậm tiến độ, giảm bớt khả năng tìm được cơ duyên đế mộ. Quân tiêu giao suy nghĩ một chút, một ngón tay chỉ ra. Từng tia năng lượng hỗn độn chui vào trong cơ thể của Hỏa Linh Nhi, hỏa huyến, phong lạc hạm. trong này có chứa năng lượng hỗn độn của ta khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ các ngươi một mạng cẩn thận một chút quân tiêu giao nói đối với người một nhà quân tiêu giao từ trước đến nay luôn quan tâm chu đáo cảm ơn sư phụ hỏa linh nhi cho quân tiêu giao một cái ôm phong lạc hạm có chút ngại ngùng nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp lại tràn đầy cảm xúc hỏa huyến cũng chắp tay nói lời cảm ơn ngay sau đó bọn họ rời đi quân tiêu giao quyết định đi tìm đám người vân khê thần niệm mạnh mẽ vô biên khuếch tán ra xung quanh. Tuy táng đế lăng viên có diện tích rộng lớn, nhưng quân tiêu giao muốn tìm người cũng không tính là quá khó khăn. Mà vào giây phút, giống như cảm ứng được điều gì, đôi mắt quân tiêu giao lập tức tối xuống. Trong đồng tử thâm thúy giống như bao trùm bóng ma, mang theo lạnh lùng. Kim xà tộc, các người muốn tìm chết, chương 3318, giết ngược lại kim xà lang quân ti Thần niệm của quân tiêu giao cảm nhận được sự dao động từ một luồng khí tức đang chiến đấu. Giao động này, hắn không xa lạ, trước đây khi gặp được mấy kim xà lang quân hắn cũng đã từng cảm nhận qua. Nhưng thật ra quân tiêu giao không nghĩ tới, kim xà tộc đúng là biết tìm đường chết. Đi, quân tiêu giao nói một từ, khống chế huyền quang đại bàng, phá không lao đi như tia chớp. Bên này, tứ đại lang quân kim xà dùng kim xà phúc thiên trận trấn áp phân khê. Phân khê cũng không cam lòng yếu thế, vô cấu tiên linh thân, phi tiên chi quang, các loại thần thông truyền thừa địa hoàng liên tiếp đánh ra không gian đều đang được thanh lọc giống như sắp bị phá nát hơn nữa vân khê rất thông minh nàng biết muốn phá vỡ trận pháp này thì phải tìm được chỗ yếu nhất của trận pháp mà chỗ yếu nhất lại là kim xà tứ lang quân tu vi của hắn tuy cũng rất không tồi nhưng so sánh với những người còn lại ở trong tứ đại lang quân xem như yếu nhất cho nên vân khê dùng phi tiên chi quang đánh về hướng kim xà tứ lang quân phi tiên chi quang là một loại thủ đoạn thần thông cực kỳ khủng bố kim xà tứ lang quân bị luân phiên đánh trúng cuối cùng không chịu nổi, miệng phun ra búng máu tươi to, thân hình bay ngược ra. Kim xà phúc thiên trận, bởi vậy mà bị phá. Vân khê thừa cơ sông lên, bay đến trước người kim xà tứ lang quân đã bị thương như tia chấp, rồi sau đó lao xuống giết chết hắn. Phi tiên chi quang hừng hực đốt cháy hết thảy, bao trùm kim xà tứ lang quân. Thân thể và nguyên thần dần dần hóa thành cho bụi. Đáng chết, ba vị kim xà lang quân còn lại thấy một màn như vậy, ánh mắt dữ tợt, giận không thể át. Bốn người bọn họ thế mà lại ngay cả một tiểu cô nương cũng không đối phó được, còn bị giết chết ngược mất một người. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, các ngươi mới đáng chết. Một tia hỗn độn đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, như một vòng trời hỗn độn mang theo lực lượng vô cùng đánh giết áp xuống. Một trường đánh xuống, đánh bay ba vị kim xà lang quân ngay tại chỗ, máu tươi phun ra. Ca ca, nhìn thấy người tới, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Khê lộ ra vẻ vui mừng. Cái gì, Ba vị kim xà lang quân thấy thế, cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ biết quân tiêu giao rất mạnh, nhưng mạnh thì mạnh, chỉ cần không phải tự mình trải nghiệm qua thì vẫn luôn cảm thấy, khả năng cũng chỉ như vậy. Nhưng trên thực tế, nó vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tranh lệch trong đó lớn đến nỗi bọn họ đến cả tâm tư phản kháng cũng không có, thân hình nhoáng lên vội vàng muốn bỏ chạy. Các ngươi rời đi được à, quân tiêu giao cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng thất thải trảm thiên hồ, một tia kiếm quang hừng hực lộng lẫy bắn ra từ trong đó, chính là đại la kiếm thai. Cùng lúc đó, quân tiêu giao thêm kiếm ý tuế nguyệt vào trên đại la kiếm thai. Một kiếm chém ngang, năm tháng cằn cỗi. Đầu tiên là trải qua thất thải trảm thiên hồ nuôi dưỡng, sau đó lại có kiếm ý tuế nguyệt thêm vào. Một kiếm đại la kiếm thai này đủ để làm kinh sợ thần Phật. Mạnh như 10 đại cao thủ chuẩn đế, dưới một kiếm này cũng phải nuốt hận. Phụt, kiếm quang xuyên qua, hư không xuất hiện một vết nứt đen nhánh tràn ngập khí tức năm tháng hoang tàn một kiếm này rơi xuống ba vị kim xà lang quân cùng lúc rơi đầu đầu bay tán loạn ngay cả nguyên thần cũng bị chém chết có thể nói cuộc chiến kết thúc thật sự quá nhanh chỉ là một kiếm mà thôi trong nháy mắt ba vị kim xà lang quân đều bị hạ gục cho dù là bằng phi dương thấy một màn như vậy cũng kinh hãi không thôi ba vị này đều là sự tồn tại có thể chiến đấu với hắn kết quả là hiện tại một kiếm mà thôi, đều đã bị quân tiêu dao chém chết hết. Điều này quá mức khủng bố, giết chuẩn đế mà giống như thái rau chặt đồ ăn. Hiện tại bằng phi dương cảm thấy rất may mắn, lúc trước khi xung đột với quân tiêu dao quân tiêu dao không có lấy ra thần binh lợi khí. Nếu như vậy, mệnh của hắn đã sớm xuống hoàng tuyền, làm sao có thể đi theo được. Chủ nhân, thi thể kia, bằng phi dương trần chờ nói, nếu có thể luyện hóa xác chết của vài kim xà lang quân kia, hắn sẽ có tiến bộ rất lớn. Cho ngươi, quân tiêu dao không để ý nói bằng phi dương vui sướng không thôi đi theo bên người lão đại đúng là có thịt ăn là thật sự có thịt ăn bên này vân khê theo thói quen mà nhào vào trong lòng của quân tiêu dao ca cuối cùng ca cũng xuất quan vân khê ngẩng khuôn mặt đẹp tinh xảo trắng như tuyết lúng đồng tiền như hoa khê nhi muội rất tốt xem ra về sau không cần ta bảo vệ nữa quân tiêu dao xoa đầu nhỏ của vân khê Vân Khê thật sự đã không phải muội muội ngày xưa, cần phải chờ hắn đến cứu. Hiện tại chính nàng đã có năng lực tự bảo vệ mình. Kể cả hắn không tới, Vân Khê cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình thoát ra khốn cục này. Vân Khê xoay tròn mắt, nói, vậy về sau, để Khê Nhi tới bảo vệ ca ca. Được, Vi Huynh ngược lại cũng vui vẻ ăn cơm mềm, chỉ cần Khê Nhi có năng lực này. Quân tiêu giao nói đùa, tuy nói vui đùa, nhưng tốt xấu cũng coi như dựng lên cho Vân Khê một mục tiêu. Khê Nhi sẽ làm được, không ngờ Vân Khê lại không coi chuyện này như lời nói đùa. Nàng muốn trở nên càng mạnh hơn, sau đó tận tình để Quân Tiêu Dao ăn cơm mềm. "Đúng rồi, Khê Nhi, muội không cảm ứng được truyền thừa địa hoàng ở trong Táng Đế Lăng Viên này à?" Quân Tiêu Dao bắt đầu nói đến chính sự, Vân Khê khẽ lắc đầu, chắc là không ở bên trong Táng Đế Lăng Viên, nhưng Khê Nhi có dự cảm. Lần sau truyền thừa của Tiên Linh Đế nhất định sẽ dáng thế. "Vậy thì tốt, truyền thừa này nhất định sẽ là của muội." Quân tiêu giao nói, giao hẹ đông phương hạo này cũng nên hoàn toàn thu hoạch rồi. Sau đó hai huynh muội cũng nói chuyện một lúc, Vân Khê muốn đi tìm cơ duyên của chính mình, phía trước nàng cũng có chút cảm ứng, chỉ là bị kim xà tứ đại lang quân ngăn trở. mười 3319, mộ của thiên tinh chiến đế. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, Vân Khê rời đi, hắn cũng chuẩn bị đi dạo ở bên trong táng đế lăng viên này. Quân tiêu giao khuếch tán thần niệm ra xung quanh, xem có thể cảm ứng được di tàng truyền thừa gì đó làm mình cảm thấy hứng thú hay không. Thế nhưng một lát sau, quân tiêu giao dường như cảm ứng được cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, khóe môi chợt gợi lên một nụ cười nhẹ. Là hắn à, nhận thấy được một tia khí tức mơ hồ, sắc mặt quân tiêu giao kỳ dị. Suýt chút nữa đã quên giao hẹ này, chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Bằng phi dương đã luyện hóa xong thi thể của vài kim xà lang quân. Giờ phút này khí thức cũng có chút dao động, ẩn ẩn có dấu hiệu lại tiến thêm một bước. Bằng phi dương, người tự đi tìm cơ duyên tu luyện đi, một mình ta đi dạo ở bên trong táng đế lăng viên. Vâng, bằng phi dương chắp tay gật đầu, rồi sau đó cũng một mình phá không rời đi. Sao hẹ muốn thu hoạch hơi nhiều, có điều đến từng bước một đi. Trong mắt quân tiêu giao lộ ra thâm ý, hắn chắp tay, thân hình phá không rời đi, cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó của táng đế lăng viên. Nơi này có một thung lũng sâu trong thung lũng có rất nhiều đao thương kiếm kích tàn phá cắm ở trong thung lũng tản ra tiếng kim loại rung rung lạnh thấu xương đây rõ ràng là một cấm chế trận pháp mà ở trong thung lũng này tràn ngập mùi của máu tươi đã có không ít thiên kiêu ngã xuống trầm xa ở nơi đây đây đưa mắt nhìn xung quanh có không ít thi thể một số đế mộ cần phải có một số người có duyên với thuộc tính phù hợp mới có khả năng lấy được nếu mạnh mẽ tiến đến tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tòa đế mộ này chính là như thế nhưng giờ phút này ở bên trong thung lũng có một bóng người đã xông qua cấm chế trận pháp này đó là một nam tử khuôn mặt đoan chính lông mày sắc bén quanh thân thoát ra khí tức chuẩn đế chính là lý vô song tòa đế mộ này có duyên với ta ánh mắt lý vô song sáng quắc nhìn về phía bên trong thung lũng tại thung lũng này có một cánh cổng lớn cổ xưa bằng đồng thông với đế mộ chỉ có lý vô song xông qua cấm chế trận pháp đi đến được đây tuy hắn là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế tầm mắt rất cao, truyền thừa bình thường hắn trướng mắt. Nhưng trước đây hắn liên tiếp bị nhục ở trong tay quân tiêu giao, các loại bảo bối cơ duyên đều bị đoạt. Người ta hay có câu không bột đố gột nên hồ, không có cơ duyên, không có tài nguyên giúp đỡ, Lý Vô Song muốn tăng tốc độ trùng tu cũng rất khó mà nhanh lên được. Ngược lại sau khi quân tiêu giao chúng chiết tiên chú, Lý Vô Song mới có cơ hội thở dốc, nhân cơ hội đột phá tới chuẩn đế. Vân tiêu kia đã cướp đi quá nhiều cơ duyên đáng lẽ thuộc về ta. Cơ duyên lần này ta nhất định phải có được, mới có khả năng cạnh tranh với hắn." Lý Vô Song thầm nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp xông vào trong cửa lớn đồng thau, trong đó cũng có một chút cơ quan hung hiểm, cấm chế trận pháp. Chỉ là với tầm mắt và thủ đoạn của Lý Vô Song, tất nhiên không có vấn đề gì. Mà sau khi thâm nhập vào tòa đế mộ này, cuối cùng Lý Vô Song cũng biết, chủ nhân của tòa đế mộ này là ai. Là một vị cường giả đế cảnh tên là Thiên Tinh Chiến Đế. Lấy tầm mắt của Lý Vô Song, Tuy kiếp trước hắn là đấu thiên chiến hoàng nhưng khẳng định là còn mạnh hơn thiên tinh chiến đế này. Có điều trước mắt, Lý Vô Song vẫn cần có truyền thừa bậc này. Sau khi một đường phá mở rất nhiều cấm chế, thông qua rất nhiều cửa ải khó khăn, thâm nhập mộ của thiên tinh chiến đế. Lý Vô Song rốt cuộc thấy được cơ duyên trong đó. Sâu trong đế mộ của thiên tinh chiến đế, chính là một cung điện được tạo ra từ sao trời. Lý Vô Song tiến vào bên trong cung điện, trong điện có rất nhiều tài nguyên, tiên nguyên, bảo dược, thần lưu nhưng những cái đó không phải quan trọng, quan trọng là ở sâu bên trong cung miệng có một thanh chiến phủ nằm ngang trong đó, tản ra uy thế cường hãn bá tuyệt thiên tinh chiến phủ. đây là vũ khí của vị thiên tinh chiến đế này. thật ra lý vô song vốn cũng có vũ khí thuộc về chính mình, chính là đấu thiên thần kích kiếp trước đấu thiên chiến hoàng lưu lại, chỉ là nó bị quân tiêu giao cướp đi, cho nên hắn vẫn luôn không có vũ khí thuận tay. thanh thiên tinh chiến phủ này đối với hắn đã xem như rất không tồi. Hơn nữa không chỉ có như thế, ở mặt ngoài của Thiên Tinh chiến phủ có rất nhiều ký tự huyền ảo lúc ẩn lúc hiện. Đại biểu cho Thiên Tinh chiến đế đã dung nhập một ít cảm mộ đại đế, áo nghĩa tinh quý, đế kinh thần thông. Vào bên trong Thiên Tinh chiến phủ, nếu có thể được đến Thiên Tinh chiến phủ, có nghĩa là có khả năng lĩnh ngộ các loại tinh quý trong đó. Với thiên tư của Lý Vô Song, hoặc là nói đấu Thiên Chiến Hoàng, lĩnh ngộ các những thứ này tất nhiên là đơn giản. Mà ngay lúc Lý Vô Song sắp lấy được Thiên Tinh chiến phủ, hắn dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay người lại. Một bóng người mặc đồ trắng ánh vào mắt, đồng tử lý vô song chấn động, trong mắt có đủ loại cảm xúc xuất hiện. Khiếp sợ, kinh ngạc, hận thù, phẫn uất hóa ra là ngươi, ánh mắt lý vô song lạnh băng, người tới, chính là quân tiêu giao, lý vô song, quả nhiên cơ duyên của ngươi không ít. Quân tiêu giao liếc mắt đánh giá tỏa đế mộ này, tuy đối với hắn truyền thừa của đế mộ này cũng chỉ như vậy. Hắn không cảm thấy đặc biệt hứng thú, nhưng đối với người bình thường thì loại cơ duyên này vẫn là rất hiếm gặp. Mà Lý Vô Song lại có thể dễ dàng có được. Không thể không nói, vận khí của vị đấu thiên chiến hoàng chuyển thế này quả thực rất tốt. Vân Tiêu, người có ý gì hả, muốn cướp đoạt cơ duyên của ta à? Ánh mắt Lý Vô Song tối sầm lại, tuy trong lòng hắn đã rất hận quân Tiêu Giao, nhưng hắn lại không thể dễ dàng ra tay. Thực lực của quân Tiêu Giao làm hắn vô cùng cố kỵ. Hắn còn chưa tu luyện đến trình độ của kiếp trước, thực lực hiện giờ tuy rất nổi bật trong thế hệ trẻ nhưng nếu đối chiến với yêu nghiệt cấp bậc như quân tiêu giao, hắn không có nắm chắc. chương 3320, Lý Vô Song ngã xuống, đấu thiên chiến hoàng. Nếu là đấu thiên chiến hoàng kiếp trước, tất nhiên sẽ là một chữ, đánh. Nhưng một đời này, dung hợp linh hồn của Lý Vô Song, hắn cũng trở nên có chút cầu. Ở dưới tình huống không có nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Quân tiêu giao chỉ cười nhạt nói, không nghĩ đến, đường đường là đấu thiên chiến hoàng, hiện tại thế nhưng cũng lưu lạc đến cần loại đế mộ truyền thừa này. Chủ nhân của ngôi mộ lớn này, Tu Vi còn lâu mới bằng đấu thiên chiến hoàng khi còn ở đỉnh cao nhỉ. Cái gì, nghe thấy lời quân tiêu giao nói, đồng tử lý vô song chấn động, trái tim trong phút chốc giống như đình chỉ nhảy lên. Ngươi đang nói cái gì thế? Không cần che giấu đâu, nên gọi ngươi là lý vô song, hay là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế ta? Quân tiêu giao nói thẳng, hắn không muốn chơi lòng vòng với lý vô song nữa. Nuôi thả lâu như vậy, cũng là lúc nên kết thúc. Ngươi, Lý Vô Song ngẩn ra, rồi sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Trong mắt hắn lập tức có một loại lạnh lẽo đáng sợ hiện lên. Khó trách người khắp nơi nhầm vào ta, mỗi lần ta có hành động gì đều bị người phá hoại, hóa ra người đã sớm biết. Không sai, chính là như thế. Quân tiêu giao mỉm cười nói, chỉ là nụ cười ấy ở trong mắt Lý Vô Song, có vẻ rất chói mắt. Vậy vì sao ngươi không trực tiếp tố giác ta, làm tam giáo ra tay? sắc mặt Lý Vô Song lạnh lẽo. Tố giác, vậy thì quá đáng tiếc, nếu trước tiên tố giác ngươi, ta làm sao lấy được những cơ duyên đó của ngươi chứ? Nghe được lời này, huyết áp của Lý Vô Song lập tức tăng lên. Trong lòng kêu một tiếng hận, hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là đồ chơi cùng với vai hề trong tay quân tiêu giao mà thôi. Quân tiêu giao biết danh tính thật của hắn, nhưng vẫn nuôi thả hắn, thu hoạch đúng lúc. Điều này đối với đấu thiên chiến hoàng đã không phải là nhục nhã mà là triệt triệt để để sỉ nhục nhân cách của hắn, làm hắn còn buồn cười hơn vai hề nhảy nhót gấp vạn lần. Chết, đừng nói là lấy đấu thiên chiến hoàng tính cách, ngay cả lấy vốn dĩ tính cách của Lý Vô Song, cũng không chịu đựng được nhục nhã như vậy. Hắn tức giận ra tay, không giữ lại chút nào, thanh thiên tinh chiến phủ ở đây, cũng giống như chịu khí tức của Lý Vô Song lôi kéo, phá không mà đến, hướng về trong tay hắn. Nhìn thấy vậy, quân tiêu giao thật ra không nhanh không chậm. Lật tay một cái, một cây đại kích hoàng kim xuất hiện ở trong tay hắn, mang theo mũi nhọn lạnh băng bá đạo. Lưới kích sáng như tuyết, tiếng kim loại rung chuyển, chấn động không gian. Đúng là đấu thiên thần kích, nhìn thấy đấu thiên thần kích, đồng tử của Lý Vô Song co rụt lại. Hành động này của quân tiêu giao có thể nói là giết người chu tâm. Đáng lẽ là thần binh bản mạng thuộc về hắn, lại bị quân tiêu giao luyện hóa, hoàn toàn khống chế. Đấu thiên chiến hoàng, kích này mang theo vinh quang trong quá khứ của ngươi. Vậy thì hiện giờ, cũng dùng nó để đưa ngươi hạ màn đi, cũng coi như là lòng nhân từ của ta đối với ngươi. Quân tiêu giao nói, đừng vội kiêu ngạo, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết đâu. Lý vô song giận dữ gầm lên, thiên tinh chiến phủ đánh thẳng đến. Quân tiêu giao cũng quét ngang lưới kích, mũi nhọn chấn động. Hai người va chạm vào nhau, sức mạnh kinh thiên động địa. Nếu không phải đây là đang ở trong đế mộ, có quy tắc trận pháp cấm chế áp chế thì sự va chạm của hai người tuyệt đối khiến cho trời sụp đất nứt. Thực lực hiện giờ của quân tiêu giao tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà lý vô song, thật ra cũng không yếu. Huống chi trước mắt hắn thật sự tức giận, lửa giận sôi trào cả người, dùng hết mọi cách đều phải giết chết quân tiêu giao. Đấu thiên bí pháp, chiến hoàng huyền công, đây là hai pháp môn do chính hắn tự nghĩ ra, giờ phút này bị hắn dùng, phát huy vô cùng nguyền nguyễn. Giao động thần thông khủng bố thổi quét tám phương, còn có cả các loại thần thông võ học tam giáo được lý vô song sử dụng, có thể nói là đăng phong tạo cực là đấu thiên chiến hoàng người từng gây náo loạn lớn trong tam giáo giờ phút này hắn đánh bạc hết tất cả vào một trận chiến ngược lại là đúng thật có chút dáng vẻ đấu thiên chiến địa uy chấn càn khôn có thể nói lý vô song ở giờ phút này đối với bất kỳ một nhân vật nào cùng thế hệ tuyệt đối sẽ không yếu thế nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn lại là quân tiêu giao mặc kệ người có lai lịch to lớn thế nào ở trước mặt quân tiêu giao tất cả đều bình đẳng dưới sự thêm vào của uy lực ba ngàn vạn thế giới tu di mỗi cái giơ tay nhấc chân của quân tiêu dao đều có khả năng khiến trời long đất nở. Hơn nữa ngoài lực lượng của đấu thiên thần kích ra còn có thêm các loại thủ đoạn như lực hỗn độn, kiếm ý tuế nguyệt. Mạnh như lý vô song, cũng bị đánh cho liên tục lùi lại, ho ra máu bay ngược lại phía sau. Không phải lý vô song không mạnh, mà là quân tiêu giao mạnh thái quá. Đến cuối cùng, lý vô song gầm lên giận dữ, ba bản nguyên trong cơ thể hiện lên, lẫn nhau nối liền đan chéo, phát ra ra năng lượng thật lớn đây là sức mạnh bản nguyên tam giáo lý vô song thúc giục chiến hoàng huyền công đến mức cực hạn thậm chí muốn tự bạo bản nguyên tam giáo chỉ vì có thể giết được quân tiêu giao làm hắn bị thương nặng nhưng lý vô song nhất định phải thất vọng bởi vì quân tiêu giao lần nữa triển khai ra một loại sức mạnh lực lượng của giá y ma quyết ma lực khủng bố bùng nổ muốn đoạt lấy bản nguyên tam giáo của lý vô song sức mạnh bản nguyên tam giáo lập tức trở nên không ổn định cái gì ngươi lý vô song giật mình cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía quân tiêu dao lần nữa, đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Quân tiêu dao dấu thật sự là quá sâu, người thế mà lại là truyền nhân ma quân, lý vô song không thể tưởng tượng được. Hắn là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, cả ngày rất cẩn thận, sợ bị bại lộ. Kết quả, quân tiêu giao ngày ngày suốt đầu lộ diệt, nổi bật bậc nhất, thế nhưng sau lưng lại là truyền nhân của ma quân. Lý vô song thật sự kinh ngạc, hắn thậm chí cảm thấy quân tiêu giao có khi bị lão quái vật nào đó mượn xác hoàn hồn rồi. Hay là hắn căn bản chính là lão quái vật chuyển thế? Bằng không lòng dạ hắn sao lại sâu như thế, thủ đoạn nhiều như thế? Đây là tâm cơ mà một người tuổi trẻ có thể có ư. mươi 3321, có được bản nguyên tam giáo. Quân tiêu giao mang theo các loại sức mạnh chấn áp tiến đến. Lý vô song ngay cả sức mạnh bản nguyên tam giáo đều bị áp chế. Huống chi, chiến hoàng huyền công của hắn còn không thể khắc chế được quân tiêu giao. Có thể nói mọi mặt đều bị quân tiêu giao nghiền áp, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng, quân tiêu giao dùng đấu thiên thần kích chém xuống, trực tiếp đánh gãy thiên tinh chiến phủ của Lý Vô Song, xuyên qua ngực hắn. Yên tâm, sau khi ngươi ngã xuống, những dư nghiệt của phủ chiến hoàng cũng sẽ bị tìm ra tiếp quản. Còn có vài vị tỷ tỷ của ngươi, ta ân oán rõ ràng, cũng sẽ không liên lụy đến các nàng. Quân tiêu giao nói như vậy, động tác không hề dừng lại, một kích trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của Lý Vô Song hắn không có lòng dạ đàn bà, hắn với Lý Vô Song đã sớm kết tử thù, không có khả năng còn có lòng nhân từ, thả hắn rời đi. Ngươi, thất khiếu Lý Vô Song đổ máu, không nói ra lời. Hắn đường đường là đấu thiên chiến hoàng, còn chưa trùng tu đến đỉnh của kiếp trước đã phải nghẹn khuất ngã xuống như vậy, cũng coi như làm người ta thổn thức. Cuối cùng, quân tiêu giao lấy đấu thiên thần kích, kết thúc tính mạng của Lý Vô Song. Một cây thần kích, chứng kiến đấu thiên chiến hoàng đi từ đỉnh cho đến khi hoàn toàn hạ màn cũng coi như đây là một hình thức viên mãn khác, lưới kích của quân tiêu giao vừa động, làm thân thể lý vô song vỡ tan. Đồng thời hủy diệt nguyên thần của hắn, không cho hắn có cơ hội tái sinh. Một thời đấu thiên chiến hoàng, nay đã ngã xuống. Sau khi kết thúc, quân tiêu giao lấy ra một viên lưu ảnh thạch, bên trong chỉ ghi lại hình ảnh lý vô song tế ra bản nguyên tam giáo, sử dụng chiến hoàng huyền công. Chứng minh thân phận đấu thiên chiến hoàng chuyển thế của hắn. Đợi đến khi quay lại giới hải, có thể đem tam giáo trình lên. Còn về đế tộc Lý Thị, sau khi thân phận đấu thiên chiến hoàng chuyển thế của Lý Vô Song bị lộ ra, có lẽ cũng không có lý do tìm hắn để gây khó dễ nữa. Nói không chừng còn trái lương tâm cảm ơn quân tiêu giao đã kéo hắn thoát khỏi chiến hoàng chuyển thế, không để đế tộc Lý Thị mắc phải sai lầm lớn. Còn nhiệt sư của phủ chiến hoàng, sau này cũng sẽ tóm ra được. Nếu nguyện ý quy thuận sẽ được tham mạng, còn không nguyện ý quy thuận thì giết ngay. Như vậy, trận phong ba đấu thiên chiến hoàng mới có thể hoàn toàn kết thúc đặt một dấu chấm hết. Đương nhiên, người thu hoạch được nhiều nhất chính là quân tiêu giao. Và lại cộng giao hệ lý vô song này chẳng những để hắn thu hoạch được rất nhiều. Mà còn để cho Vân Khê chiếm được tiên linh chi tâm, thuận thế trở thành truyền nhân địa hoàng. Nếu như có thể, quân tiêu giao có nhiều thêm những kẻ oan gia như lý vô song. Hắn tuyệt không chê nhiều, trước mắt coi như quân tiêu giao thu hoạch được nhiều nhất. Không cần nhắc đến việc kế thừa thiên tinh chiến đế nữa. Quân tiêu giao cũng không có hứng thú lắm, hắn sẽ đem thanh thiên tinh chiến phủ này cho đại la kiếm thai và thất thải trảm thiên hồ luyện hóa để nâng phẩm cấp của chúng còn về việc kế thừa thiên tinh chiến đế thì hắn chẳng quan tâm chút nào lần này hắn chiếm được nhiều món hời vẫn là do bản nguyên tam giáo trên người lý vô song quân tiêu giao thông qua giá y ma quyết trực tiếp cướp đoạt được bản nguyên tam giáo đợi sau này có thời gian hắn sẽ đem đi luyện hóa quân tiêu giao đã có hạo nhiên thánh tâm nhưng còn chưa có bản nguyên lưỡng giáo đây là món quà lớn cuối cùng mà Lý Vô Song tặng cho hắn. Coi như quân tiêu giao có thêm bản nguyên tam giáo. Không, phải nói là bản nguyên tứ giáo. Bởi vì quân tiêu giao còn có bản nguyên ma quân của mặt nhật thần giáo. Có được bản nguyên tam giáo, ta có thể lĩnh hội được dị tượng thiên môn tam giáo. Quân tiêu giao nghĩ đến điều này. Dị tượng thiên môn tam giáo, chính là cánh cửa hoàng thiên của nho giáo. Cánh cửa trúng rượu của đạo giáo. Cánh cửa bỉ ngạn của Phật giáo. Ngoài ra, Mạt Nhật thần giáo vẫn đang ở trong vực thất tuyệt của mạt Pháp giới. Quân tiêu giao đã lĩnh hội và kế thừa được cánh cửa mạt Pháp của ma quân. Khi đó, quân tiêu giao nghĩ ra một biện pháp, không biết có thể, hợp nhất vào một thể với thiên môn tứ giáo, tạo thành một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khi ấy, chỉ là một ý nghĩ không thể thực hiện của quân tiêu giao. Bởi vì quân tiêu giao chỉ có hạo nhiên thánh tâm, không có bản nguyên hai giáo, không thể luyện hóa dị tượng thiên môn. Nhưng bây giờ quân tiêu giao đã có được bản nguyên tam giáo ý nghĩ này, có thể bước đầu luyện hóa rồi. Dị tưởng thiên môn, chỉ cần tế luyện, là có đủ sức mạnh. Nếu là hợp nhất dị tưởng thiên môn tứ đại, thì sức mạnh đó, đáng được mong đợi. Có điều đây cũng chỉ là chuyện của sau này. Ngoài ra, quân tiêu giao còn dựa vào sự giúp đỡ của giá y ma quyết, tước đoạt chiếm hoàng huyền công của Lý Vô Song. Bản thân đấu thiên chiến hoàng từng một kẻ ngông cuồng, chưa kể chiến hoàng huyền công do hắn tạo ra đã chấn động thế giới đến mức nào. Đến bây giờ nó vẫn có giá trị nhất định càng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của quân tiêu giao về sức mạnh của bản nguyên tam giáo. Và có ích đối với việc quân tiêu giao hợp nhất dị tưởng thiên môn tam giáo. Sau khi làm xong những việc này, quân tiêu giao cũng coi như đã hoàn thành việc thu hoạch một lần cộng hành cuối cùng này. Vụ thu hoạch rất bội thu, cần phải tiêu hóa một phen, có điều trước mắt, quân tiêu giao không có thời gian. Suy cho cùng, cơ duyên trong táng đế lăng viên rất nhiều, quân tiêu giao không thể lãng phí tuy quân tiêu giao phần lớn xem thường việc kế thừa đế cảnh. Nhưng điều đó không đại biểu cho việc hắn không có hứng thú với cơ duyên trong táng đế lăng viên. chương 3322, đế chi vô thượng, lăng mộ thần lực đại đế. Khi tiến vào táng đế lăng viên, quân tiêu giao mơ hồ cảm nhận được, ở nơi sâu thẳm trong táng đế lăng viên, có luồng khí thức dày đặc vô cùng mạnh mẽ. Đó chắc chắn là ngôi mộ lớn của cường giả đế cảnh, cực kỳ có giá trị. Sự tồn tại của đế chi vô thượng, dù là trong đế cảnh cũng là đỉnh cao quân tiêu giao rất có hứng thú với ngôi mộ cường giả này khi hắn vừa rời khỏi ngôi mộ của thiên tinh chiếm đế thì bên kia những thiên kiêu cũng đã tiến vào sâu trong táng đế lăng viên có rất nhiều thiên kiêu đã bị tổn thương bởi các loại cơ quan trận pháp trong lăng mộ một trong số họ cũng kế thừa được cơ duyên có điều một vài nhân vật có thế lực hiển nhiên không có hứng thú với những ngôi mộ của cường giả đế cảnh tầm thường thứ mà họ quan tâm chính là ngôi mộ lớn nằm sâu trong táng đế lăng viên. Sau khi tin tức có người ở nơi sâu nhất trong táng đế lăng viên đã phát hiện một ngôi mộ vô cùng lớn được truyền ra. Rất có khả năng là đế chi vô thượng. Sau đó, càng có nhiều tin đồn hơn, chủ nhân của ngôi mộ đó có tên là thần lực đại đế. Là một trí cường giả hiếm thấy khi lấy thân chứng đế. Hắn đã để lại vô số cơ duyên kế thừa bảo vật, khiến người ta thèm khát đố kỵ. Ngay cả những thiên kiêu có thế lực trung cực với sự hiểu biết sâu rộng trong lòng cũng không khỏi phấn khích khi nghe được tin tức này. Rốt cuộc trí cường giả lấy thân chứng đế hiếm có biết bao. Nếu như nói một người trong hàng ti tỷ sinh linh có thể trở thành đại đế, thì người lấy thân chứng đế trong số đại đế đều là sự tồn tại hiếm có vô cùng. Không phải không có, mà là cực kỳ ít ỏi, quả thật đã trở thành quốc bảo trong đại đế. Ngôi mộ của vị đế chi vô thượng này, có thể tưởng tượng được, cơ duyên kế thừa của nó không chút trần trừ, tất cả những người nghe được tin tức này, điều đầu tiên đều hướng đến ngôi mộ thần lực đại đế này. Ở nơi sâu thẳm trong táng đế lăng viên, nơi đây có một dãy núi trải dài, đỉnh cao chót phót, sừng sững giữa trời. Giữa trung tâm, một ngôi đền cổ được bao quanh bởi khí thức vô biên, nguy nga sừng sững. Điều này giống như một di tích nào đó hơn là lăng mộ. Lúc này, xung quanh ngôi đền đã tụ tập một đám người. Mấy đại thiên kiêu có thế lực trung cực đều đã có mặt, đám người nguyên như ý của tam sinh điện phủ nữ chiến thần hiên viên phượng vũ chiến hoàng tử và những người khác của tộc hiên viên bên vân thánh đế cung vân khê cũng đã có mặt ở đây sau khi thu được cơ duyên ngoài ra còn có một vài thiên kiêu của vân thánh cung sau khi biết tin quân tiêu giao cũng đã đến táng đế lăng viên thiên kiêu của vân thánh đế cung đều có tinh thần phấn chấn trong lòng như đều có tự tin lúc này chiến hoàng tử từ trong tộc hiên viên bước ra nói các vị bên ngoài ngôi mộ của thần lực đại đế, còn có cấm chế cổ mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một thế lực bất kỳ của chúng ta, thì không thể mở ra. Chỉ bằng hợp sức lại, mới có thể mở được huyệt mộ của thần lực đại đế. Còn về cơ duyên bên trong, đến khi đó dựa vào thực lực của chính các vị. Nghe được lời này của chiến hoàng tử, tu sĩ thiên kiêu của các phương thế lực lặng lẽ trầm ngâm do dự. Ta thấy cách này khả thi, bên tam sinh điện phủ, nguyên như ý mở miệng nói. Vấn tuệ Phật tử cũng có mặt, đứng bên cạnh nàng ta. Nguyên Như ý lấy thân phận tư tế của Tam Sinh Điện phủ, có danh tiếng rất cao trong thế hệ trẻ. Nàng ta đã đồng ý rồi, mọi người cũng đều gật đầu. Dù cho sau này tranh đoạt kịch liệt như thế nào, ít nhất bây giờ, nếu bọn họ không liên thủ thì ngay đến việc bước vào cửa cũng không vào được. Rất nhanh, mọi người đều đã đồng ý, họ bắt đầu cùng nhau hành động, mỗi người phát huy bản lĩnh của mình, sau đó cùng nhau phá tan cửa mộ. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh to lớn nhìn từ xa, giống như giải ngân hà rực rỡ lao xuống phá tan mộ huyệt của thần lực đại đế. Bên ngoài đền cổ, trong hư không, hoa văn trận pháp màu vàng vô cùng bí ẩn và phức tạp bị lay động hiện ra. Cả trận pháp cấm chế, ngay lập tức bị gột trôi như sóng lũ. Tiếp đó, mọi người lại lần nữa ra sức, một vài thiên kiêu thế lực trung cực thậm chí đã phải cúng tế cả thần khí bí mật. Cuối cùng, vào khoảnh khắc đó, cấm chế bên ngoài ngôi đền cổ ầm ầm mở ra. Phút chốc, khí huyết cuồn cuộn ngút trời, những bông hoa thần phun ra cả ngôi đến rung lắc ẩm vang tất cả mọi người đều cảm nhận được từ trong đó truyền ra một lượng sức mạnh khủng bố như đã hình thành một trường trọng lực đáng gờm tức thì đã có thiên kiêu gặp phải sức nén của trường trọng lực ngã xuống đất từ trong không trung trong nháy ma rất nhiều thiên kiêu như thẻ tre lũ lượt rơi xuống đất đây thực chất chỉ là một vòng khảo nghiệm của thần lực đại đế nếu ngay cả việc kháng cự sức nén của trọng lực cũng không làm được vậy thì chẳng có tư cách tiến vào huyệt mộ đương nhiên không phải tất cả thiên kiêu đều thảm hại như vậy tuy những thiêu kiêu có thế lực trung cực cũng chịu ảnh hưởng như vậy nhưng họ không bị áp chế đến mức không thể tiến vào mộ huyệt hay lắm nói không chừng có thể tìm được môn pháp lột xác thân thể bên phía tộc hiên viên toàn thân chiến hoàng tử huyết khí mãnh liệt như thiên địa hồng lô nữ chiến thần hiên viên phượng vũ nhìn dáng vẻ kiêu hãnh không hề hấn gì nhưng không phải chỉ có vẻ bề ngoài thân thể cũng nàng vô cùng khủng bố khí huyết gầm vang đây có lẽ là huyết mạch tương quan với tộc Hiên Viên, thế chất của họ vốn đã rất mạnh. Chương 3323, ba chiếc quan tài. Người trong tộc Hiên Viên lần vào theo hướng ngôi mộ, phía bên Tam Sinh Điện phủ, đám người Nguyên Như Ý cũng dần biến mất. Vân Thánh Đế cung, đám người Vân Khê cùng nhau hành động, không để rớt lại phía sau. Ngay sau đó, một vài yêu nghiệt có trình độ cao cũng tiến vào bên trong lăng mộ của thần lực đại đế. Từ ngoài nhìn vào, lăng mộ của thần lực đại đế chỉ là một ngôi đền cổ nhưng bên trong lại có càn khôn phạm vi cực kỳ rộng lớn chia thành nhiều các mộ chính và mộ bên bên trong hiển nhiên có chứa pháp tắc không gian đặc biệt một số thiên kiêu trực tiếp xông vào mộ bên trong đó có rất nhiều bảo vật cổ thư cổ dược bảo quán bảo khí có điều một số thiên kiêu thế lực trung cực không để tâm đến mấy thứ phế liệu đó thứ mà bọn họ quan tâm chính là chân chính kế thừa khu vực trung tâm của mộ chủ tu sĩ thiên kiêu thế lực của tộc hiên viên Vân Thánh Đế Cung và Tam Sinh Điện Phủ. Họ cùng tiến vào khu mộ chủ trước luồng uy lực mạnh mẽ. Sau khi bọn họ đi vào, một ảnh thú màu đen, mang theo mùi hôi tanh, lao tới, muốn giết bọn họ. Là thú canh giữ mộ, có thiên kiêu hét lên, thú canh giữ mộ, hay còn gọi là thú chấn mộ. Một số trí cường giả vì để phòng ngừa mộ huyệt của mình bị ngấp nghé. Hoặc để thế hệ sau kế thừa khảo nghiệm, đã để lại thú chấn thủ, có thể chấn thủ lăng mộ đại đế, chứng tỏ năng lực không hề tầm thường rất nhanh những thiên kiêu thế lực trung cực tiến vào khu mộ chủ liền lao vào đánh nhau với chú trấn thủ sóng gió bốn bề pháp tắc cuồn cuộn dâng cao thế lực các phương hình thành từng nhóm nhỏ tiến lên phía trước bên này đám người vân khê cũng đang chiến đấu lo lắng cho tình hình chiến đấu trước mắt tầm mắt vân khê vừa chuyển nói với thiên kiêu bên cạnh của vân thánh đế cung các vị nếu cứ tiếp tục thế này sẽ kéo dài thời gian của chúng ta mất chỉ bằng để lại một số người, tạm thời giữ chân thú chấn thủ, những người còn lại tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của khu mộ chính. Sau này nếu có thể kế thừa cơ duyên, mọi người có mặt ở đây ai cũng có phần. Lời nói của Vân Khê truyền đến tai mọi người, có thể nói, phương pháp này quả thực rất hay, chỉ cần tín nhiệm và đoàn kết với nhau, rốt cuộc ai biết người được cơ duyên gì, sẽ không độc chiếm một mình chứ. Sẽ không thể làm như vậy nếu như không có sự đoàn kết và tín nhiệm, bởi đôi bên đều có phòng bị và cảnh giác nhưng vân thánh đế cung không như vậy tuy vân thánh đế cung phân chia đất trời rõ ràng cạnh tranh trong tộc cũng rất kịch liệt cạnh tranh là cạnh tranh bên ngoài vẫn một lòng đoàn kết có đủ sự tín nhiệm chúng tôi tin nữ đế những thiên kiêu cấp đạo tử đạo nữ đồng thanh nói vân khê khẽ gật đầu sau đó các đạo tử đạo nữ ở lại của vân thánh đế cung bắt đầu giữ chân thú trấn mô hung hãn vân khê và vài người khác lao thẳng vào sâu trong khu mộ chính người của tam sinh điện phủ và tộc hiên viên nhìn thấy động tĩnh bên chỗ vân thánh đế cung. Cũng lần lượt làm theo, nguyên như ý liếc mắt nhìn vân khê, nữ tử này không hề tầm thường, nếu như không có huynh trưởng của nàng ta, chắc chắn tên tuổi của nàng ta cũng không kém. Bởi lẽ uy danh của quân tiêu giao quá lớn, nên đã lu mờ đi hào quang của vân khê. Nhưng tại thời điểm này, vân khê cũng là một thiếu nữ xuất sắc hơn người. Sau đó, những tinh anh có thế lực trung cực bắt đầu đột phá. Cuối cùng họ cũng đã tiến được vào nơi sâu thẳm trong khu mộ chính khi đặt đã chân vào đây, thú chấn mộ không còn truy giết nữa. Mọi người liếc nhìn xung quanh, sâu trong lăng mộ chính, bất chợt xuất hiện ba cỗ quan tài cổ u ám. Được đúc từ loại vật liệu đặc biệt nào đó trông cực kỳ nặng, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Thấy vậy, các phương thế lực không ai nói một lời, cùng lúc xông lên, tự tranh cướp quan tài cho riêng mình. Vân Khê chiếm được một chiếc quan tài, tộc hiên viên và tam sinh điện phủ mỗi bên chiếm một chiếc. Số ít những thiên kiêu thế lực còn lại nhìn thấy đều ngây dại, bọn họ đến nước cũng chẳng có mà húp nhưng đây là hiện thực chẳng còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể đi tìm bảo bối ở nơi khác thiên kiêu thế lực trung cực của ba phe mỗi bên chiếm một chiếc quan tài vẻ mặt họ vẫn rất thận trọng bởi họ đều không biết trong ba cỗ quan tài có thứ gì có lẽ là di hài của thần lực đại đế hoặc có lẽ là những thứ có giá trị khác chất liệu của quan tài này rất đặc biệt ngay cả thần niệm cũng khó xâm nhập thế nên họ cũng không rõ Rốt cuộc ai mới là người cướp được quan tài có giá trị nhất? Để ta xem xem, thần lực đại đế đã lưu lại thứ đồ gì. Chiến hoàng tử là người ra tay đầu tiên, muốn mở chiếc quan tài mà tộc Hiên Viên giành được. Xong, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên đó là, hai tay hắn dùng sức đấy nắp quan tài, thế mà nắp quan tài vẫn chắc như Thái Sơn, một chút cũng không dịch chuyển. Hử, Chiến hoàng tử nheo mày, hắn hiểu rồi, đây là một trong những khảo nghiệm của thần lực đại đế nếu thân thể không có đủ cường độ và sức mạnh, thậm chí đến cả nắp quan tài cũng không mở nổi. Chứ đừng nghĩ đến việc đưa quan tài đi, ngay cả nắp quan tài cũng không đẩy được, bằng chất liệu đặc biệt này, hắn cũng hết cách nào để đưa vào không gian pháp khí, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Khi chiến hoàng tử muốn thúc đẩy hiên viên kim thân của tộc hiên viên ra tay thử xem, bỗng có vọng lại tiếng bước chân đến gần, mọi người theo bản năng nhìn về phía âm thanh, một vị công tử áo trắng trẻ tuổi như dạo bước trong sân, yêu nhã tới gần các vị đều ở đây à, xem ra rất náo nhiệt. Công tử áo trắng nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại chỗ ba chiếc quan tài, nét mặt điềm tĩnh. Trường 3324 đều thuộc về Vân Thánh Đế Cung. Vị công tử áo trắng này chính là quân tiêu giao, không có gì nghi ngờ nữa. Thân là lăng mộ của đế chi vô thượng, còn là trí cường giả hiếm có lấy thân chứng đế nữa. Quân tiêu giao đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này. Nói không chừng còn tìm thấy trong đó Cơ duyên giúp thân thể hắn tiến gần thêm một bước. Tu sĩ của tộc Hiên Viên và Tam Sinh Điện Phủ đều nhìn về phía quân tiêu giao. Đôi mắt chiếm hoàng tử sáng như ánh đèn, ánh sáng phát ra từ phía. Có thể nói, hắn là một trong những người sớm đã từng có tiếp xúc với quân tiêu giao ở vũ trụ khởi nguyên. Khi ở vùng đất tâm giới và linh giới của giới trong giới, quân tiêu giao đã hủy linh thân của hắn chỉ bằng một trường. Khi đó chiếm hoàng tử thề rằng, nhất định phải đích thân đánh một trận với quân tiêu giao. Hiện tại, bọn họ cuối cùng đã đụng độ nhau rồi. Đôi mắt nữ chiến thần hiên viên Phượng Vũ nhìn về phía quân tiêu giao, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không phải là người có tính cách si mê ai đó, mà có thiên hướng là một nữ hán tử. Nhưng dù là nàng, trong lòng không kìm nổi than thầm. Nam tử tuyệt sắc như này, cả đời quả thực khó gặp. Nàng ta cũng coi như đã được mở mang tầm mắt rồi. Bên kia tam sinh điện phủ, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên như ý sâu thẳm, dõi theo quân tiêu giao vấn tuệ Phật tử cũng đang có mặt bên phe cánh của nàng ta. Hắn chỉ nhìn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, hắn không muốn bị quân tiêu giao phát hiện ra manh mối nào. Bên này, ánh mắt quân tiêu giao nhìn quanh một lượt, đem tất cả thu vào mắt. Khiến hắn có chút bất ngờ, vấn tuệ Phật tử sao lại ở bên Tam Sinh Điện Phủ. Tam Sinh Điện Phủ và Đông Lăng Tử vốn có chút quan hệ, điều này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng vấn tuệ Phật tử vẫn đáng nghi lắm, quân tiêu giao biết, hắn là Đông Lăng Phật Đế chuyển thế. Trước đây, hắn đã từng giải quyết Trần Huyền, bây giờ, vấn tuệ Phật tử lại cùng phe với Nguyên như ý. Đây khó mà không khiến người ta liên tưởng đến điều gì đó. Chẳng lẽ hắn đã biết rõ tình hình, muốn để tam sinh điện phù ra ta? Nhưng vị tư tế Nguyên như ý của tam sinh phủ điện kia, trong lòng nàng ta có kiêng kỵ, nên tạm thời không có hành động gì. Trong nháy mắt mà thôi, quân tiêu sao đã liên tưởng đến rất nhiều. Chẳng qua hắn vẫn bất động thanh sắc, càng không dồn hết tâm trí chú ý đến bên tam sinh điện phủ tuy vấn tuệ Phật tử chỉ là một nhân vật nhỏ, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể diệt trừ hắn. Mà bây giờ, quân tiêu giao không thể làm điều đó. Nếu ra tay thật rồi, trái lại còn xác thực hắn có vấn đề. Nếu nguyên như ý đã không dám ngang nhiên đối chọi với hắn, chứng tỏ trong lòng cũng kiêng rẻ, phân vân lưỡng lự. Quân tiêu giao tạm thời đem chuyện này để trong lòng, rồi đi về phía vân thanh đế cung. Ca, vân khê ngọt ngào gọi, không mở ra được à, tầm mắt quân tiêu giao rơi trên quan tài, Khê Nhi muốn thử xem, Vân Khê thúc đẩy vô cấu tiên linh thân, một trưởng rơi xuống quan tài. Nắp quan tài bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh ù ù. Vân Khê tức thì cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ như đang ép trên người mình. Dù là vô cấu tiên linh thân cũng không cách nào phát huy năng lượng. Tạm tạm rồi, để ta. Thấy vậy, hai tay quân tiêu giao duỗi ra, khí hỗn độn mạnh mẽ cũng với thần lực vô song bộc phát ra. Cả chiếc quan tài bắt đầu rung chuyển, tiếng gầm thét dữ dội vang lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quân tiêu giao chẳng hề sử dụng bất cứ môn pháp nào. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh vô song của hỗn độn thể, mở nắp quan tài ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng chiếu rọi, tinh hoa tỏa ra, bao trùm cả nơi này. Đám người quân tiêu giao nhìn theo, không hề giống như trong tưởng tượng của họ, gì mà di hài thi cốt của thần lực đại đế. Mà lại là một chồng kết tinh, hiện ra màu sắc sặc sỡ kỳ lạ. Quân tiêu giao có thể cảm nhận được, trong đó chứa đựng khí huyết cùng với thần lực cuồn cuộn vô cùng. Đây là, đám người vân khê cũng trợn tròn mắt, thần lực đại đế thế mà lại không có di hài, đó là thân thể sức mạnh khí huyết tinh hoa của hắn, ngưng kết lại thành thần lực kết tinh. Nếu luyện hóa kết tinh này, cực kỳ tốt cho việc tu luyện thân thể, khí huyết. Quân tiêu giao vừa nhìn đã hiểu, liền giải thích, không phải tất cả cường giả đều sẽ lưu lại di hài. Có người sẽ lựa chọn hóa đạo, có người thì ngưng tụ thành một thể tinh hoa, trở thành kết tinh đế đạo. Đây là một loại kế thừa, cũng là một loại cơ duyên. Đây có thể là năng lượng kết tinh của đế chi vô thượng. Dù là người của tộc Hiên Viên và Tam Sinh Điện phủ cũng rất thèm thuồng. Đặc biệt là tộc Hiên Viên, loại kết tinh năng lượng khí huyết này càng có sức thu hút với bọn họ. Ánh mắt đám người chiến hoàng tử, Hiên Viên Phượng Vũ sáng quắc. Tiếc là chiếc quan tài đó đã bị Vân Thánh Đế cung chiếm lấy. Thần lực kết tinh đó chỉ có thể thuộc về Vân Thánh Đế cung. Huống chi có quân tiêu dao ở đây bọn họ có muốn cướp cũng không đơn giản như thế. Có thể nói, thần lực kết tinh này là cơ duyên rất lớn. Suy cho cùng kết tinh đế đạo của đế chi vô thượng này. Có kích cỡ bằng một nắm tay, đã có thể gọi là trí bảo. Chứ đừng nói đến một đống trong chiếc quan tài này, tuy quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Ca ca, chiếc quan tài này là ca ca mở ra, ca ca lấy phần nhiều hơn. Vân Khê nói, để quân tiêu giao không lấy ít chịu thiệt. Các ngươi, quân tiêu giao nhìn mọi người của Vân Thánh đế cung, đế tử, ngài nhận đi, loại kết tinh của đế chi vô thượng này, một cục đã đủ cho chúng tôi luyện hóa trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Mọi người vân thánh đế cung nói, quân tiêu giao nghe được lời này, hắn cũng không khách khí nữa, liền nhận lấy phần lớn thần lực kết tinh. Thứ này, quả thực trợ giúp rất lớn cho việc hắn tuy luyện thế giới tu di. Chỗ thừa còn lại, đưa cho vân khê một nửa lớn, còn lại chia đều cho mọi người của vân thánh đế cung. Trường 3325 đều thuộc về Vân Thánh Đế Cung. Bên kia, thấy Vân Thánh Đế cung lấy được thứ đồ tốt, bên phía Tộc Hiên Viên, Chiến Hoàng tử cũng có chút kích động, muốn mở nắp quan tài lần nữa. Nhưng ngay lúc này, Quân Tiêu Dao đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tam Sinh Điện phủ và Tộc Hiên Viên. Các ngươi có thể đi được rồi. Cái gì? Tu sĩ của hai phe thế lực nghe thấy lời này của Quân Tiêu Dao, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Ý của Bổn đế tử chính là, những thứ này đều thuộc về Vân Thánh Đế cung, các ngươi có thể đi tranh đoạt cơ duyên khác ở lăng mộ này giờ phút này người của tam sinh điện phủ và tộc hiên viên đã hiểu rồi bọn họ cũng có chút sững sờ sao mà ngông cuồng đến thế dù một số đạo tử đạo nữ của vân thánh đế cung cũng lộ ra sự kinh ngạc vân thánh đế cung quả nhiên vẫn luôn bá đạo có điều đều đối lập với các thế lực khác đối với các thế lực trung cực cùng đẳng cấp tuy vân thánh đế cung cũng rất cường thế nhưng vẫn chưa đến mức bắt nạp người khác như vậy vân giao bổn hoàng tử đã nghe nhầm hay ngươi vẫn tưởng rằng đây là hải giới ở giới hải, vân thánh đế cung các người có lẽ là bá chủ, nhưng đây là vũ trụ khởi nguyên. Chiến hoàng tử bước ra, phập phồng tức giận, như cái hỏa lò. Đôi mắt hắn bừng bừng sát khí, ngập tràn tinh thần chiến đấu. Quân tiêu giao làm như chẳng hề nhìn thấy khí thế này. Chỉ mỉm cười nói, sở tiêu đâu, chắn hắn đang ở tộc hiên viên chứ, lần này không đến cùng các ngươi sao. So với đám người chiến hoàng tử, quân tiêu giao càng để tâm đến việc bồi dưỡng cộng hành đã lâu kia hơn. Đừng quản cái khác, Vân Tiêu, chỉ với một chiêu ngươi đã hủy diệt linh thân của ta ở linh giới. Bây giờ, bổn hoàng tử cũng muốn thỉnh giáo một chút. Toàn thân chiến hoàng tử phát ra khí thế hừng hực, khí tức bốc lên cuộn cuộn như khói, bốn bề dung chuyển. Thì ra là ngươi, lúc này quân tiêu giao mới phản ứng lại, chiến hoàng tử không nói, thì hắn cũng không nhớ ra. Không phải là trí nhớ hắn không tốt, mà quân tiêu giao hắn cho rằng đối với những kẻ qua đường thì không cần thiết phải nhớ. Ngươi, nhìn thấy thái độ của quân tiêu giao, sắc mặt chiến hoàng tử cứng đờ. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện quân tiêu giao dùng một trường hủy diệt linh thân của hắn. Kết quả quân tiêu giao lại chẳng hề để hắn vào trong mắt. Chiến hoàng tử trực tiếp ra tay, thân hình trong nháy mắt đã biến mất. Trong phút chốc, hắn xuất hiện ngay trước mắt quân tiêu giao, tốc độ vô cùng nhanh. Không thể không nói, bản chất của chiến hoàng tử có điểm khác biệt so với trước đây khi linh thân xuất hiện ở vùng đất tâm giới của giới trong giới. Chiến hoàng tử chỉ đơn giản đấm xuống một cú, phát ra ánh sáng cuồn cuộn khiến xung quanh sục sôi thân là người hoàng tộc trong tộc hiên viên huyết mạch hiên viên trong người chiến hoàng tử rất thuần túy thể lực vô song không thua gì một số thể chất cực kỳ mãnh liệt trong ba nghìn thể lực một trường này đánh xuống pháp lực màu vàng như sóng trào đại dương chiến hoàng tử như đẩy ra từng ngôi sao vàng bắn về phía quân tiêu dao vẻ mặt quân tiêu dao không hề bận tâm hắn nhẹ nhàng đánh ra một kích hỗn độn đại thủ ấn đối đầu với chiến hoàng tử trong phút chốc nơi đây như nổi lên sóng lớn quả thật trận đụng độ chân chính của trí Chí cường bên này là hoàng tử mang hoàng mạch của tộc hiên viên bên kia là đế tử địa mạch của vân thánh đế cung một bên có huyết mạch hiên viên mạnh mẽ một bên là hỗn độn thể sức mạnh vô song mọi người đều cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu vừa mới bắt đầu vẻ mặt quân tiêu dao đàm nhiên sắc mặt chiến hoàng tử cũng vậy nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra sâu trong đôi mắt của chiến hoàng tử lóe ra một tia kinh sợ quân tiêu giao chỉ tùy ý ra một trường, nhưng uy lực mạnh mẽ. Tu sĩ tộc hiên viên thấy chiến hoàng tử có thể ngang tài đọ sức với quân tiêu giao, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Suy cho cùng quân tiêu giao vốn nổi danh là bất khả chiến bại với thế hệ đồng trang lứa, chẳng có mấy người dám giao đấu với hắn. Chiến hoàng tử lại có thể, nhưng nữ chiến thần hiên viên phượng vũ sớm đã nhìn thấu. Cánh tay giơ nắm đấm của chiến hoàng tử đang khe khẽ run rẩy. Hừm, hiên viên phượng vũ khẽ cho mày, xem ra chiến hoàng tử không hề thoải mái nhẹ nhàng như những gì hắn đang thể hiện. Không hổ là xuất thân của hiên viên đại đế, có chút thú vị rồi đây. Quân tiêu giao nói, hay có lẽ là bởi hắn có được kế thừa cơ duyên từ hiên viên đại đế. Hắn chẳng có thành kiến hay ác cảm nào đối với tộc hiên viên. Tuy nói có sở tiêu ở tộc hiên viên, nhưng cũng chỉ là cộng hành mà hắn đang nuôi thả mà thôi. Chiến hoàng tử và hắn là xích mích cá nhân, không có liên quan gì đến thế lực phía sau. Có điều, nếu chiến hoàng tử vẫn cứ được đằng chân lân đằng đầu, quân tiêu giao sẽ không nương tay, sẽ dạy bài học làm người cho hắn. Hỗn độn thể quả nhiên cũng chỉ có thế, nếu đã như vậy, bổn hoàng tử cũng không phải là đi một chuyến vô ích, tiếp chiêu của ta đi. Chiến hoàng tử tiếp tục ra tay, toàn thân bắt đầu sụp sôi huyết mạch hiên viên, bắn ra vô số tia sáng. Xung quanh người hắn, thế mà lại hiện ra từng vương quốc hư ảo. Dần xuất hiện những cảnh tượng kỳ diệu, có triều đại vàng kim, tế lễ cổ xưa, chúng sinh quỳ lại. Đây là huyết mạch hiên viên, sự cao quý khắc sâu trong xương tủy. Huyết mạch nhất tộc, được kế thừa từ xa xưa, bởi vậy trong huyết mạch có một sự cao quý và thần bí lâu đời. Một chiêu này, chính là huyết mạch mà chủ nhân có huyết mạch của tộc hiên viên mới có thể tu ra. Hoàng kim quốc độ, từng tầng từng tầng thần quốc vàng kim như vô số thiên cung, bay về phía quân tiêu giao muốn nghiền nát hắn. Khí tức đó mạnh mẽ quá, chiến hoàng tử đứng giữa hoàng kim quốc độ, như một vị hoàng chủ chân chính, công cao chân thế, mang theo vô số thần quốc đè xuống. Chương 3326, đánh bại chiến hoàng tử. Đế tử cẩn thận, thấy vậy, dù là những đạo tử đạo nữ của Vân Thánh Đế cung, đều vội vã nhắc nhở, sợ rằng quân tiêu giao trong lúc lơ đáng sẽ chịu thiệt. Dù sao trước đây, thiên kiêu của thế lực hai phương đã từng tỉ thí, một số thiên kiêu của Vân Thánh Đế cung đã từng bị chịu một chiêu này. Trong mắt quân tiêu giao, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Dị tưởng huyết mạch này, trái lại cũng rất kỳ dị. Tuy nhiên, quân tiêu dao cũng chẳng rảnh rỗi, dẫm mạnh một chân, khí hỗn độn phía sau lưng sông thẳng lên. Như khai thiên lập địa, vũ trụ mới được sinh ra, một đạo ảnh cao lớn, chống đỡ thiên địa, tách mở càn khôn. Đây là dị tưởng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Sức mạnh mãnh liệt khủng khiếp bùng nổ, không chung trong nháy mắt như muốn nổ tung. Đây là uy lực tối cao chứa đựng ý nghĩa hỗn độn khai thiên. Luồng sức mạnh khai thiên rộng lớn kia, cường thế tuyệt đỉnh, công kích về phía chiến hoàng tử. Tầng tầng lớp lớp hoàng kim quốc độ, thần quốc vàng kim, lần lượt bị phá ra. Dị tượng này, ngay cả trời đất cũng bị phân khai. Chứ đừng nói đến vương quốc, triều đại nào nữa. Về quan niệm nghệ thuật mà nói, dị tượng huyết mạch của chiến hoàng tử đã thất bại rồi. Khổ, bị sức mạnh này giáng vào. Khí huyết chiến hoàng tử dâng trào, không ngừng lùi về phía sau, cảm thấy vị tanh ngọt sộc lên trong lồng ngực, những đã bị hắn nuốt xuống. Đường đường là hoàng tử tộc hiên viên, lại có thể rơi vào thảm cảnh thổ huyết trước mặt mọi người sao. Quân tiêu giao thấy vậy, trong lòng cũng cưới phá lên. Chiến hoàng tử này, quả thực là sĩ diện hảo. Nếu đã vậy, thì hắn sẽ để chiến hoàng tử thể diện một chút. Tiếp theo, thử chiêu này xem, quân tiêu giao đấy sức mạnh, tràn ngập khí hỗn độn, trong nháy mắt đã tạo thành rất nhiều tiên linh. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hóa xà, kỳ lân, côn bằng. Hỗn độn, vạn đạo phái sinh, mỗi một tiên linh đều là một đại đạo dị tượng thứ hai của hỗn độn thể, tháp vạn đảo, trong không trung khí hỗn độn như sương mù bao phủ. Quân tiêu giao, đứng sừng sững giữa chúng tiên linh, được chúng tiên linh bảo vệ xung quanh, như một vị hỗn độn tiên đế, chủ nhân vạn đảo. Dị tượng này vừa xuất hiện, cả tòa lăng mộ đều rung lắc. Cho dù là các loại trận pháp cấm chế, cũng đều bị phá hủy dưới sức mạnh đáng gờm của dị tượng. Đây chính là dị tượng thứ hai của khí hỗn độn, những thiên kiêu, yêu nghiệt có mặt ở đây đều bị làm cho kinh hoàng, chấn động. Hỗn độn thể, vốn đã rất hiếm gặp, dị tưởng của nó lại càng khó gặp hơn nữa. Quân tiêu giao, dị tưởng hỗn độn khai thiên cũng hiếm khi được phát huy. Càng không nói đến dị tưởng thứ hai này, uy lực của nó chỉ mạnh hơn chứ không hề kém. Dị tưởng của quân tiêu giao ép xuống, chúng tiên linh mang theo hỗn độn sương mù, lao tới tấn công chiến hoàng tử. Thanh long uốn lượn, chu tước dương cánh, kỳ lân bước đi trên không, côn bằng khuấy động biển sâu. Quá là đáng sợ, mí mắt chiến hoàng tử giật liên tục, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn vội vã xuất ra hiên viên kim thân, phương thức độc nhất vô nhị của tộc hiên viên. Trên cơ thể hắn, hoa văn thần màu vàng kim rực rỡ dần xuất hiện, mang theo sức mạnh cổ xưa đầy bí ẩn. Đây là hoa văn gia tộc, có sức mạnh bảo vệ tối thượng, đồng thời có thể tăng cường sức mạnh của tộc hiên viên. Sở tiêu cũng đã từng sử dụng phương thức này, mà chiến hoàng tử trước mắt, rõ ràng phát huy thuần thục hơn. Nhưng đã như vậy, chiêu này của quân tiêu giao, uy lực của nó quá mạnh mẽ. Dù chiến hoàng tử có hiến tế cả hiên viên kim thân, chẳng qua để bảo vệ bản thân không bị trọng thương quá nặng. Hắn vẫn bị sức mạnh này tấn công, thân hình không ngừng run rẩy. Ngụm máu trong miệng cuối cùng không nhịn được phun ra, mà chính lúc này, một cây trường thương vàng kim đột nhiên lao đến, hiệp trợ cho chiến hoàng tử, ngăn cản uy lực vô song của tháp vạn đạo. Hừ, quân tiêu dao khẽ trao mày, trước mắt hắn, liền xuất hiện đôi chân dài trắng như tuyết, đi đôi ủng cao màu vàng. Hóa ra là nữ chiến thần, hiên viên phong vũ, nàng cứ vậy đá thẳng một chân lên đầu quân tiêu dao Đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc, mềm mại, trên làn da tràn ngập thần văn vàng kim cổ xưa. Hiển nhiên hiên viên phượng vũ đã ra chỉ lực lượng hiên viên kim thân, trực tiếp đá một chân ngang đầu quân tiêu dao Không phải đánh chào hỏi, giao lưu mà trực tiếp vào chuyện chính. Có thể nói là chơi xấu, quân tiêu dao thấy vậy, đưa tay nắm lấy cổ chân xinh đẹp của hiên viên phượng vũ không biết hiên viên phượng vũ muốn đánh lén hắn hay ban thưởng cho hắn nữa nhưng không thể không thừa nhận hiên viên phượng vũ có thể thể cực kỳ mềm dẻo mạnh mẽ một chân đá lên đủ để đánh vỡ ngọn núi cao vạn trượt đập vỡ hư không phát hiện ra quân tiêu dao muốn nắm lấy cổ chân nàng hiên viên phượng vũ nhíu mày lại cặp đùi đẹp di chuyển phù văn màu vàng uyển chuyển như ánh sáng dâng lên đánh xuống quân tiêu dao hắn lùi về sau rồi thản nhiên nói cô nương người đánh lén như vậy không có võ đức đâu tay hiên viên phượng vũ chụp đến, trường thương màu vàng đảo ngược trong tay nàng. Ta là nữ tử chứ không phải nam tử, cái gì mà võ đức với không võ đức. Với lại người rất mạnh, ta đã không nhịn được muốn đánh với người một trận. Hiên viên phượng vũ nhìn chằm chằm quân tiêu dao duỗi chiếc lưỡi thơm tho liếm đôi môi đỏ. Như vậy cũng có thể thấy được nàng là người nghiện chiến đấu. Tay nàng cầm trường thương vàng kim đâm về phía quân tiêu dao Tóc đen và y phục bay phấp phới, da thịt trắng như tuyết có tộc văn cổ xưa trông như nữ chiến thần hoàng kim, vậy ngươi có thể suy nghĩ lại, cho dù ngươi là nữ tử ta cũng không nương tay. Sắc mặt quân tiêu giao lạnh nhạt, không thể bởi vì hiên viên phượng vũ là nữ mà nương tay, hắn cũng sẽ đối xử với nàng như chiến hoàng tử. Quân tiêu giao không lấy ra pháp khí gì mà dùng tay làm kiếm. Đầu ngón tay lấy ra kiếm mang đáng sợ, đây là kiếm chiêu như thị ngã chảm. Quân tiêu giao dùng tay làm kiếm, hư không lập tức bắn ra kiếm khí mạnh mẽ, như dãy núi vững chắc đổ xuống. Hai người va chạm, mũi thương vàng kim của hiên viên phượng vũ đụng vào kiếm chỉ của quân tiêu dao tạo ra tiếng tia lửa chói tai đồng tử hiên viên phượng vũ bỗng nhiên co rụt lại vậy mà chỉ với thân thể thuần túy quân tiêu dao cũng có thể giao tranh va chạm với thần binh của nàng chương ba nghìn không gả đi được ầm um, mới đánh một đòn hiên viên phượng vũ đã cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vô cùng dọc theo thân thương vàng kim truyền đến chấn động khiến cơ thể mềm mại của nàng run rẩy gan bàn tay suýt chút nữa vỡ nát nàng lại ra chỉ lực lượng hiên viên kim thân lần nữa, lúc này mới đứng vững cơ thể. Hiên viên phượng vũ cắn chặt hàm răng, nàng mạnh mẽ đẩy mũi thương vàng kim ra, mũi thương sáng chói. Đây là thương quyết trí cường nàng tu luyện được, bên kia, tay ngọc niết ấn, phù văn màu vàng dâng lên, sau khi ngưng tụ lại thành thánh ấn cổ xưa, cuốn theo lực lượng chân áp hùng mạnh. Đây như là đại thuật khủng bố nhất của tộc hiên viên. Đối mặt với hia chiêu lớn, quân tiêu giao vẫn chỉ dùng ngón tay lông mày của hiên viên phượng vũ nhíu lại, quân tiêu giao quá coi thường nàng, vậy mà lại đối phó với nàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, hiên viên phượng vũ đã giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Theo kiếm chỉ chém ra của quân tiêu giao, một kiếm ý mơ hồ hiện lên, lượn lờ ý chí tuế nguyệt, như thể có sức mạnh rời sông lấp biển biến hóa. Kiếm ý này, hiên viên phượng vũ sợ hãi ngạc nhiên, nhát kiếm này chém ra không ngừng tăng mạnh đáng sợ, như thể chảm tuế nguyệt, chảm thọ nguyên. Ngay lập tức, Hiên Viên Phượng Vũ cũng cảm giác được một sức mạnh mơ hồ nào đó đang hạ xuống người mình. Mái tóc đen của nàng hơi phai xám đi, sau khi va chạm chiêu thức xong, nàng liên tục lùi lại, cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ muốn chạy sao? Quân Tiêu Giao thừa thế xông lên, chân áp đến, Hiên Viên Phượng Vũ tung chân đá ngang ra, muốn đá văng Quân Tiêu Giao đi. Nàng nóng lòng không chờ được nên muốn ra tay thăm dò Quân Tiêu Giao. Ai mà ngờ hắn lại có vô số thủ đoạn như vậy? đủ loại uy năng dị tưởng của hỗn độn thể thì thôi đi, còn có kiếm ý quỷ dị như vậy. Sau khi thăm dò, muốn bình yên rút lui nhưng quân tiêu giao lại không buông tha cho nàng. Cặp chân mềm mại thon dài kia đạp mạnh vào hư không, quét ngang về phía hắn. Quân tiêu giao đưa tay ra, ra chỉ lực lượng thế giới tu di, một trường bắt lấy. Sắc mặt hiên viên phượng vũ thay đổi, cảm giác cổ chân mình sắp bị bóp nát. Nhưng một giây sau, có chuyện khiến đầu óc nàng trống rỗng, càng không thể tin nổi. Nàng thấy quân tiêu giao dùng pháp tắc khắc xuống dấu ấn bằng chữ trên chân trắng nõn bóng loáng của nàng. Đó là một chữ tiêu, Hiên Viên Phượng Vũ lập tức giận dữ xấu hổ, phù văn trên thân thể mềm mại dâng lên như ánh sáng, gia trì lực lượng hiên viên kim thân đến cực hạn. Đá văng quân tiêu giao ra, quân tiêu giao cũng thuận thế lùi ra, hắn cũng không có ý định ra tay tàn độc với Hiên Viên Phượng Vũ và Chiến hoàng tử. Không phải không dám mà là không cần thiết, dạy dỗ bọn họ làm người là đủ rồi đương nhiên nếu bọn họ không để yên cho hắn không biết thức thời thì quân tiêu dao cũng không cần để ý mà sẽ ra tay độc ác hai người tách ra hiên viên phượng vũ cúi đầu nhìn chữ tiêu trên đùi mình cảm thấy vô cùng trói mắt nàng muốn trực tiếp xóa đi lại phát hiện dấu ấn kia lượn lờ quy tắc không thể xóa được thấy vậy mọi người xung quanh đều vô cùng yên lặng phải biết rằng đây là nữ chiến thần của tộc hiên viên vậy mà lại bị khắc dấu ấn trên đùi đúng là phá vỡ tưởng tượng của người ta mà bình thường một số tu sĩ chỉ khắc dấu ấn như này cho sủng vật của mình, hoặc là nô lệ. Thể hiện quyền sở hữu, chứng minh là thứ thuộc về mình. Kết quả hiện tại là quân tiêu giao lại khắc dấu ấn cho nữ chiến thần của tộc hiên viên. Tin tức này mà truyền đi thì sẽ bùng nổ. Vân tiêu, mau diệt trừ. Hiên viên phượng vũ nghiến chặt răng cắn môi đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Sắc mặt quân tiêu giao rừng dưng không hề dao động, chỉ nói. Người ra tay đánh lén, lại nói mình không có võ đức hiện giờ thăm dò xong muốn bình yên trở ra, có thể à? Đây chỉ là khiến cho ngươi nhớ lâu mà thôi, đừng tùy tiện thăm dò một nam nhân, ngươi không chịu nổi đâu. Nghe thấy quân tiêu giao nói, hiên viên phượng vũ suýt chút nữa nôn ra máu. Nàng vẫn là khuê nữ hoàng hoa trong sạch, bị người ta khắc dấu ấn xuống, tương lai gả đi thế nào đây? Cái này như thể nam nữ ái mộ nhau, nam tử chợt phát hiện trên người nữ tử có hình xăm tên nam nhân cũ vậy. Lập tức ngăn cách, huống chi nàng còn không mến mộ hắn đã bị khắc dấu ấn rồi. Người quá đáng, sắc mặt chiến hoàng tử lạnh lùng, hiên viên phượng vũ thay hắn giải vây nên mới ra tay, kết quả là bây giờ cũng bị sỉ nhục. Thế nào, còn muốn thử lại à? Quân tiêu giao lạnh lùng nhìn chiến hoàng tử, sắc mặt chiến hoàng tử trầm xuống, thật sự là hắn không thể đánh với quân tiêu giao một trận. Nhưng quân tiêu giao thì có thể, cho dù hắn đánh được hết một trận, kết quả e rằng cũng không tốt đẹp hắn cũng không muốn chật vật như con chó trước mặt quân tiêu giao. Tuy đã không khác gì lắm, thấy hai vị thiên kiêu của tộc hiên viên đều kiêng kỵ như vậy, tu sĩ bên phía tam sinh điện phủ cũng ngưng trọng ánh mắt lại. Vị ở vân thánh đế cung này đúng là không dễ chọc vào. Hiện giờ, ta nói vân thánh đế cung ta muốn tất cả, các ngươi không có ý kiến gì nhỉ. Quân tiêu giao nói xong thì trực tiếp đi đến gỗ quan tài của tộc hiên viên. Những thiên kiêu còn lại của tộc hiên viên đều lộ ra vẻ kiêng rè. Nhưng thấy quân tiêu giao đi đến, luồng uy áp hỗn độn thể kia cũng phả ra. Thân hình bọn họ lập tức lùi lại, tuy sắc mặt chiến hoàng tử không cam tâm nhưng cũng không dám làm gì. Bởi vì nếu như hắn lấy ra tất cả, cuối cùng bị quân tiêu giao đánh bại thì hạt giống vận khí của hắn cũng sẽ bị cướp đi. Sau này có lẽ cũng không bước lên được bảng vàng khởi nguyên. Như vậy sẽ mất hết mặt mũi, lần này để lại cơ duyên đó, tuy khó chịu nhưng cũng là lựa chọn duy nhất. Đến cả hiên viên phường vũ cũng nghiến răng nghiến lợi, Tuy quân tiêu giao rất đẹp trai nhưng mà lại mạnh đến không còn gì để nói, nhưng cũng không thể tùy ý thể hiện chủ quyền công khai trên người nàng được. Thất người tộc hiên viên không có động tĩnh gì, tu sĩ ở tam sinh điện phủ cũng không có sắc mặt tốt. Bởi vì tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ, tầm mắt quân tiêu giao rơi vào người nguyên như ý, tư tế của tam sinh điện phủ, nghe danh đã lâu, người cũng muốn ra tay thăm dò một chút sao. Nguyên như ý mặc tố y đơn giản, dáng người mềm mại thướt tha, mái tóc đen xóa ra vai, dùng dây buộc tóc đơn giản buộc lên. Làn da trắng như sữa, ẩn chứa tinh hoa, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng, môi không tô son cũng đỏ, lông mày như vẽ. Khí chất của Nguyên như ý thâm thúy, yên tĩnh hơn muội muội Nguyên Linh Nguyên của nàng, người cũng như tên, nhẹ nhàng yên tĩnh. Chương 3328, Lê Thừa Thiên điên cuồng. Nghe thấy Quân Tiêu giao nói, đôi mắt Nguyên như ý sâu thẳm, sau đó thản nhiên nói: "Như vậy không được, nếu vân tiêu đế tử muốn thì cho ngươi chúng ta đi thôi nguyên như ý cũng không muốn bị quân tiêu dao khắc chữ lên giống như hiên viên phượng vũ tuy tài năng của nàng cũng sâu không lường được nhưng vừa nãy khi thấy thực lực của quân tiêu dao nàng cũng nhìn ra được đừng nói là hắn dùng hết khả năng có đang nghiêm túc ra tay hay không cũng chưa chắc nguyên như ý rất ít khi làm chuyện gì mà không nắm chắc điều này có thể nhìn ra từ việc nàng không tin tin tức của vấn tuệ phật tử cho nên thay vì bị quân tiêu giao làm nhục mới rời đi thì chi bằng tự giác một chút, trực tiếp rời khỏi đây là được. Thấy đám người nguyên như ý rời khỏi, quân tiêu giao hơi bất ngờ. Nữ nhân này hiểu chuyện thế, chúng ta đi thôi, thấy người của tam sinh điện phủ rời khỏi, chiến hoàng tử cũng lạnh lùng nói. Hắn ở lại đây do dự, chỉ bằng hắn đi tìm cơ duyên khác trong táng đế lăng viên. Lúc hiên viên phượng vũ bỏ đi còn hung dữ lường quân tiêu giao, tay ngọc của nàng không nhịn được kéo chiến y vàng kim lại muốn che đi nhưng váy quá ngắn không che đi được người của tam sinh điện phủ và tộc hiên viên đều rời đi bên phía vân thánh đế cung bắt đầu hoan hô từng ánh mắt nhìn về phía quân tiêu giao mang theo sùng bái và kính nể trước đây vân thánh đế cung bọn họ còn tranh giành với hai thế lực trung cực lớn tuy không yên bình nhưng cũng không ác liệt bá đạo như vậy còn quân tiêu giao lại cho bọn họ trải nghiệm cái gì gọi là bá đạo đến cả thiên kiêu thế lực trung cực cũng bị đuổi đi Vân Khê đi đến bên cạnh quân tiêu dao đôi mắt sáng rực đầy sùng bái, lấp lánh ánh sáng. Ca, Vân Khê nhỏ giọng nói bên tai quân tiêu dao làm sao thế, quân tiêu dao hỏi, người thích khắc chữ lên người nữ nhân sao, quân tiêu dao vội vàng ho một tiếng, khụ, đó là thủ đoạn trừng phạt bọn họ thôi, ta không thường xuyên làm như vậy. Như này, Khê Nhi, Vân Khê dùng giọng nói thủ thì nhỏ như mũi kêu nói. Cái gì, không, không có gì, Vân Khê cắm đôi môi mềm, cúi đầu xuống, người vân thánh đế cung hưng phấn hoan hô xong một vị đạo tử không nhịn được nói đế tử đại nhân chúng ta làm vậy lỡ như tộc hiên viên và tam sinh điện phủ thức tỉnh thiên kiêu bị phong ấn của bọn thì sợ là sẽ bất lợi với ngươi tam sinh điện phủ và tộc hiên viên đều có thiên kiêu phong ấn trong vùng đất thiên di đặc biệt là tam sinh điện phủ vị thiên kiêu phong ấn kia có lai lịch rất lớn còn có thể chất khủng bố đã từng xuất thế mấy lần đều lên ngôi quan một đời vương giả thậm chí nghe đồn vị thiên kiêu bị phong ấn của tam sinh điện phủ có khả năng là truyền nhân thiên hoàng. Tuy không thể chắc chắn trăm phần trăm, nhưng truyền ra tin tức như vậy cũng đủ để chứng minh thiên kiêu kia chắc chắn không tầm thường. Quân tiêu giao chỉ cười tùy tiện với chuyện này, bọn họ hận thù, muốn nhầm vào ta thì cứ đến, đã lâu rồi ta không biết cái gì gọi là đối thủ. Lời này khiến cho đám thiên kiêu của Vân Thánh Đế cung càng điên cuồng bái phục hơn. Bọn họ phục sự châu bò này. Sau đó, quân tiêu giao cũng phá vỡ hai cái quan tài khác trong một chiếc quan tài chỉ có một bộ kinh văn sáng chói Chính là pháp môn thần lực đại đế đã từng tu luyện, tên là thần lực luyện thể kinh. Cái này rất hữu ích cho quân tiêu giao, không phải nói hắn tu luyện thần lực luyện thể kinh mà là mượn nhờ nó để chiếu dọi đạo tu vi nhục thân của mình. Giống như trước đó, hắn có được các loại pháp môn đại đế thân thể như kim thân quyết, kinh thiên kinh, đều chiếu dọi đạo của hắn, cần phải có tài liệu. Đổi sang chiếc quan tài khác, thì là pháp khí thần lực đại đế đã từng dùng trong đó có không ít đẳng cấp rất cao quân tiêu giao tùy ý chọn mấy thứ lọt mắt để dùng làm thần binh cho đại la kiếm thai hấp thu dù sao kiếm la kiếm thai cũng cần ăn còn những thứ khác thì chia cho mọi người có thể nói phần mộ của thần lực đại đế đều do vân thánh đế cung hốt hết quân tiêu giao cũng thu hoạch được rất lớn không chỉ có được một số pháp khí mà còn có thần lực luyện thể kinh và kết tinh của thần lực đại đế thứ này có thể giúp cho tốc độ đột phá tu vi thân thể của hắn tăng cao tuy cảnh giới của hắn chưa đến chuẩn đế nhưng tu vi thân thể của hắn đã đến chuẩn đế tam kiếp sau khi có được những bảo bối này quân tiêu dao cảm thấy đột phá thân thể chuẩn đế tứ kiếp cũng không khó lắm nhưng trước mắt rõ ràng không phải cơ hội đột phá đám người quân tiêu dao vơ vét nơi này xong thì cũng rời khỏi mộ của thần lực đại đế cùng khoảng thời gian đó trong một lăng tầm đại đế nào đó ở táng đế lăng viên một thân hình ngồi khoanh chân trước di hài đại đế điên cuồng cướp đoạt tinh khí bản nguyên trong đó thân hình này khí chất anh vũ tóc đen dối tung ánh mắt ngạo nghễ chính là lê thừa thiên nhưng giờ phút này sắc mặt lê thừa thiên mang sự điên cuồng chưa từng có trong vực sâu vỡ vụn hắn lại thảm bại trong tay quân tiêu dao chật vật bỏ chạy tâm trạng lê thừa thiên mất cân bằng tâm cảnh sụp đổ hắn cố gắng tu luyện như vậy còn mượn nhờ ma thai ký sinh quyết cướp đoạt không ít bản nguyên của thiên kiêu nhưng dù vậy hắn vẫn không địch lại được quân tiêu dao cho nên sau này khi táng đế lăng viên mở ra Lê Thừa Thiên cũng tiến vào, sau đó tìm đủ loại mộ huyệt đại đế. Ngượn nhờ ma thai ký sinh quyết, điên cuồng hấp thu luyện hóa những di cốt của đại đế, các loại tinh hoa. Có thể nói, người bình thường khó mà hấp thu được, chắc chắn sẽ bị no đến nổ tung, đủ loại năng lượng thuộc tính hỗn loạn, không phải thân thể nào cũng chịu được. Chương 3329, yêu nghiệt bị thế lực Tam Hoàng phong ấn. Nhưng mà lúc này, trạng thái của Lê Thừa Thiên rõ ràng không ổn. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự điên cuồng, mặt mày dữ tợn, hắn là một người kiêu ngạo tự tôn, mang vận thừa thiên. Lê Tộc cũng xem hắn là mầm giống của tương lai mà bồi dưỡng. Mà người như vậy lại năm lần bảy lượt bị quân tiêu giao đàn áp. Vậy đã chẳng phải là bị đánh bại nữa, mà là hoàn toàn bị đè bẹp. Lê Thừa Thiên vốn đã chẳng có nhiều sức lực đánh trả, lại càng không có năng lực làm quân tiêu giao bị thương. Đây mới chính là nguyên nhân hiện giờ Lê Thừa Thiên điên cuồng đến như vậy. Hắn bắt buộc phải hấp thụ nhiều tinh hoa bản nguyên đế đạo hơn nữa, khiến thực lực của bản thân lại đột phá một lần nữa. Mới có khả năng đánh được một trận với quân tiêu giao. Mà chính vào lúc đang điên cuồng hấp thu để luyện hóa này. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lê Thừa Thiên đột nhiên cảm thấy bắt đầu không khống chế nổi sức mạnh từ trong chính cơ thể mình. Đặc biệt là ma thai ký sinh quyết dường như mất đi sự khống chế bình thường, càng điên cuồng hấp thu di cốt của các đại đế, chân huyết và các loại khác. Đang xảy ra chuyện gì vậy, ma thiên tổ sư, Lê Thừa Thiên không giấu nổi hoảng hốt, nói tuy hiện giờ hắn điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không muốn sống nữa. Nếu tiếp tục như thế này, sức mạnh mất khống chế, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này, trong đầu hắn lại nghe thấy tiếng cười giễu cợt của ma thiên tổ sư. Ha ha, Lê Thừa Thiên, chẳng phải ngươi muốn đánh bại hỗn độn thể đó sao? Nếu đã vậy, đương nhiên là ngươi phải trả cái giá tương xứng. Có được ắt có mất, đó mới là lẽ tự nhiên mà. Ma thiên tổ sư, ngươi đã làm gì ta rồi? lê thừa thiên nghe vậy cực kỳ phẫn nộ đồng thời lòng cũng nguội lạnh tuy hắn biết rõ hợp tác với ma thiên tổ sư chẳng khác nào bảo hồ lột ra nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng hắn vẫn bị ma thiên tổ sư tính kế cũng chẳng có gì chỉ là thay đổi chút ít trong ma thai ký sinh quyết đưa cho ngươi mà thôi yên tâm ngươi sẽ không vì thế mà viên lạc thậm chí ngươi sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ bao giờ hết ma thiên tổ sư cười lạnh lùng đáp nét mặt lê thừa thiên căng thẳng Hắn không tin những lời nói vớ vẩn của Ma Thiên Tổ sư. Sự thay đổi này chắc chắn là có tác dụng phụ, nếu không Ma Thiên Tổ sư đã có thể tự tu luyện theo cách này rồi. Quả như dự đoán, qua một khoảng thời gian sau, Lê Thừa Thiên cảm thấy huyết dịch toàn thân phản ứng dữ dội, xương thịt trên cơ thể nhúc nhích. Hắn ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Từ bên thân hắn lại mọc ra thêm bốn cánh tay, mà ở chỗ bả vai hai bên đầu Lê Thừa Thiên, nổi lên hai cục thịt, cuối cùng biến thành hai cái đầu trong người không ra người quỷ không ra quỷ cực kỳ dữ tợn lê thừa thiên bỗng nhiên biến thành một quái vật ba đầu sáu tay không ngờ lại có tác dụng phụ thế này đến cả hồn ma thiên tổ sư cũng hơi chút kinh hãi mà cùng với sự biến dị của lê thừa thiên ý thức của hắn cũng dần dần trở nên điên cuồng hơn trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ đó chính là giết chết quân tiêu dao rửa sạch nỗi nhục gầm lê thừa thiên phát ra tiếng gầm gào như dã thú ầm ầm xông tới hơi thở chấn động trời đất Quả nhiên, tất cả đều nằm trong tính toán của bản tổ. Đợi sau khi Lê Thừa Thiên đấu một trận sống chết với Hỗn Độn thể đó, bản tổ sẽ thừa cơ chiếm lấy thân xác Hỗn Độn thể, sau đó nghĩ cách tìm ra di tàng Ma Quân. Tính toán của Ma Thiên tổ sư rất hoàn hảo, đối với hắn mà nói, Lê Thừa Thiên vốn chẳng phải đối tượng hợp tác gì, chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng được mà thôi. Sau khi rời khỏi khu mộ thần lực đại đế, Quân Tiêu giao lại không tìm hiểu những đế mộ khác. Trong táng đế Lăng Viên này, cấp cao nhất cũng chính là đại mộ của đế chi vô thượng rồi. Cũng không có nhân vật nào có sức mạnh to lớn gần đạt cấp thần tỏa hóa ở đây. Vì vậy đám người quân tiêu giao cũng theo đó rời khỏi táng đế lăng viên. Đám người hỏa linh nhi và phong lạc hàm cũng tập hợp cùng quân tiêu giao. Mỗi người trong số họ cũng đều đã có được kế thừa đế đạo phù hợp với thuộc tính cá nhân. Cũng trong tầm khoảng thời gian đó, thiên kiêu của thế lực các phương khác cũng lũ lượt rời đi. Lúc tộc hiên viên rời khỏi đó, sắc mặt ai nấy đều không tốt cho lắm. Nhưng họ cũng không tự rước phiền phức mà tìm đến Vân Thánh Đế Cung, biết rõ rằng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi đánh thức hiên viên Tam Kiệt đi, có thiên kiêu của tộc hiên viên tức giận nói. Hiên viên Tam Kiệt là ba yêu nghiệt thời cổ bị phong ấn trong vùng đất tiên di của tộc hiên viên. Thực lực đều cực kỳ đáng sợ, bọn họ không tin thực sự không ai địch nổi quân tiêu giao. Đặc biệt là hiên viên Phượng Vũ, nét mặt vẫn mang chút căm phẫn. Chữ trên đùi còn chưa bị xóa đi, đoàn người quân tiêu giao và vân thánh đế cung phút chốc đã về đến tử lôi vô tộc. Quân tiêu giao chuẩn bị tạm bế quan một thời gian ngắn, tiêu hóa cơ duyên đã đạt được trước đó. Ví dụ đại loại như kết tinh đế đạo của thần lực đại đế. Những thứ này có thể giúp hắn tiến bộ thêm một bậc trong khoảng thời gian ngắn. Còn một số cơ duyên khác như vạn pháp thần thư, thì có thể đợi đến sau khi rời khỏi vùng đất tiên di mới bế quan luyện hóa sau. Mà ngay sau khi quân tiêu giao bế quan, cả vùng đất tiên di cũng gió dục mây vần, ở vùng đất tiên di, giữa trung tâm sâu nhất của vực không linh, có một khu vực cổ xưa tên gọi là Thiên Chi Khư. Mảnh đất này chính là nơi một số yêu nghiệt thời cổ và vương giả bị phong ấn của vũ trụ khởi nguyên đang say ngủ. Những vương giả cổ xưa bị phong ấn này đều đã từng tạo nên những thời kỳ huy hoàng chẳng phải nhất thời. Mà không nghi ngờ gì, thời đại bây giờ đây chính là thời đại hùng mạnh mà họ đã gây dựng. Chương 3330, Tam Nguyên Tử Thiên, Địa, Nhân. Lúc này ở một phía nào đó của thiên tri khư. Có một khu cổ địa, trước khu cổ địa này, một vị nam tử dung mạo thanh tú đáp xuống. Chính là Đông Phương Hảo, đoán chừng chắc là đúng chỗ này rồi. Đông Phương Hảo lướt nhìn xung quanh, trong khu cổ địa này, linh khí bừng bừng, sương mù bao phủ, là một mảnh đất tốt hiếm có. Trong một khoảnh khắc, từ nơi sâu thẳm khu cổ địa này, đột nhiên có tiếng chấn động truyền ra. Linh khí sôi trào, toàn bộ khu đất lớn đều nứt ra. Mà từ trong đó, vô vàn đóa hoa thần nhô lên, sương mù cuộn trào mãnh liệt. Từ nơi sâu thẳm khu cổ điện này, ba bóng dáng vút lao ra. Cả ba người đều mặc bào phục cổ xưa, một người mặc màu vàng kim, một người mặc màu bạc, một người mặc màu đen. Ba người đứng đó, khí chất thông tuệ uyên bác, toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta kinh sợ. Tuy ánh mắt Đông Phương Hảo cũng thoáng sao động, nhưng sau đó hơi chắp tay nói kính chào ba vị đạo huynh. Vị nam tử mặc áo bào vàng kim đứng giữa liếc nhìn Đông Phương Hảo một cái ngươi là tại hạ là truyền nhân địa hoàng đệ tử của địa hoàng cung tử võ thánh vương đông phương hảo đông phương hảo đáp ngươi là đệ tử của tử võ thánh vương nam tử áo bạc ở một bên khẽ nhách đuôi lông mày đúng vậy mà lần này tới là phụng mệnh lê thánh của thiên hoàng các tử võ thánh vương của địa hoàng cung tam điện chủ của nhân hoàng điện đến thông báo cho ba vị một số việc tiếp đó đông phương hảo cũng nói với ba người một số chuyện thì ra là vậy đối phó với đế tử của vân thánh đế cung sao ba người trầm ngâm lông mày nhíu lại ba người này chính là thế lực tam hoàng đã từng là những yêu nghiệt kiệt xuất nhất thiên nguyên tử địa nguyên tử nhân nguyên tử bọn họ là những yêu nghiệt xuất sắc do thế lực tam hoàng dày công bồi dưỡng hành động của họ đương nhiên cũng đặt lợi ích của thế lực tam hoàng lên hàng đầu sau khi nghe đông phương hạo giải thích một hồi nam tử áo bảo vàng kim trong ba người cũng chính là thiên nguyên tử điềm tĩnh nói nói vậy tức là vị vân tiêu đế tử này đang uy hiếp đến quyền uy của thế lực tam hoàng ta Ba vị đại nhân muốn diệt trừ hắn ở vùng đất tiên di, cũng là hợp tình hợp lý. Tên vân tiêu đó không phải nhân vật dễ động tới. Đã tu được song thân, hắn ở vũ trụ khởi nguyên lại mang hỗn độn thể. Đông Phương Hạo nói, không gặp một lần, sao biết được năng lực của hắn chứ? Đi thôi, ba nguyên tử thiên, địa, nhân vẻ mặt rừng rưng. Với tư cách từng là yêu nghiệt xuất sắc nhất của thế lực tam hoàng, cho dù đối thủ có lai lịch đáng sợ thế nào, cũng sẽ không có chuyện họ chưa đấu đã e sợ ngoại trừ thế lực của Tam Hoàng ở đây, thì chiến hoàng tử và đám người hiên viên phượng vũ của tộc hiên viên đều đi đến các nơi khác nhau của thiên tri khư. Để chào đón sự thức tỉnh của hiên viên Tam Kiệt, hiên viên Tam Kiệt bị phong ấn ở các nơi khác nhau trong thiên tri khư. Ở một vùng đất cổ nào đó, nhìn vào thì thấy đây là một vực thẳm sấm sét trong đó sấm sét đan sen, ánh sáng rực rỡ. Chiến hoàng tử đứng ở đây, không lâu sau, dưới lồi uyên, một luồng khí thức kinh khủng bộc phát ra, sấm sét đầy trời. Rồi sau đó, một bóng người uy nghiêm hiện ra ở bên trong hoa thần sấm sét. Hiên Viên Chiến, không ngờ ngươi lại là người đến đón ta. Bóng người kia nói với chất giọng rền to như sấm, "Hiên Viên Lôi Minh, lần phá phong ấn này của ngươi không biết là tốt hay xấu." Chiến hoàng tử nói, "Ý ngươi là gì? Ta có thể cảm thấy được bây giờ thời đại đang biến đổi. Đây có lẽ là lần biến số lớn nhất mà vũ trụ khởi nguyên từng trải qua. Chỉ có ở thời thế như vậy thì ta mới có thể chiếm trước tiên cơ." ngồi lên vị trí đứng đầu bóng người này chính là một trong hiên viên tam kiệt hiên viên lôi minh vị trí đứng đầu có đấy nhưng ngươi chưa chắc có thể ngồi được chiến hoàng tử nói ngươi đang nói đến người nào của tam sinh điện phủ hay vân đạo nhất của vân thánh đế cung hiên viên lôi minh nói hắn coi hai người này là đối thủ lớn nhất của mình họ đã từng một thời đi ngang xưng vương trong thời đại đó đều không phải chiến hoàng tử lắc đầu vậy thì là ai hiên viên lôi minh tò mò Tuy mỗi một thế hệ đều sẽ có một số thiên kiêu ngựa ô xuất hiện. Nhưng đối với những yêu nghiệt bị phong ấn từ xưa như bọn họ, những con ngựa ô đó chỉ là trò chơi mà thôi, còn lâu mới có thể đấu với bọn họ. Người kia có hỗn độn thể, chiến hoàng tử nói, cái gì, vẻ mặt của hiên viên lôi minh hơi thay đổi, không còn là sự thờ ơ như lúc trước nữa. Nếu đó là bất kỳ con ngựa ô nào khác thì hắn chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng ba chữ hỗn độn thể mang đến quá nhiều sức nặng cho dù là nhân vật đương đại cũng rất khủng khiếp, người kia đến từ Vân Thánh Đế cung, tên là Vân Tiêu. Chiến hoàng tử cũng nói cho Hiên Viên Lôi Minh một ít tin tức. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Hiên Viên Lôi Minh hơi nghiêm lại, không còn sự ngạo mạn không coi ai ra gì như trước nữa. Trong lòng những tên yêu nghiệt bị phong ấn từ xưa này đều có sự kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo không có nghĩa là ngu ngốc, hơn nữa thành tích chưa thua một trận nào của Quân Tiêu giao thật sự rất đáng sợ. Thú vị đấy. Không ngờ kiếp này lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Nhưng mà điều này cũng đại biểu cho việc thời đại này đang thực sự biến đổi nên mới có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu có thể thay thế được hắn thì chắc chắn ta có thể chiếm được tiên cơ thiên mệnh của kiếp này. Hỗn độn thể không bao giờ xuất hiện một cách tùy tiện. Cũng giống như anh hùng chỉ xuất hiện trong thời loạn, trong mắt Hiên Viên Lôi Minh bắn ra ánh sáng sấm sét rực rỡ. Ở một bên khác, Hiên Viên Phượng Vũ cũng đang nghênh đón một vị thiên kiêu khác đó chính là một người khác trong hiên viên tam kiệt, hiên viên nguyên thần. Hiên viên nguyên thần này không hề tầm thường, trong tam kiệt hắn là người duy nhất chuyên tu luyện linh hồn. Hắn am hiểu đạo nguyên thần, hơn nữa hắn còn có nguyên thần đặc thù. Ngoài ra, hắn và hiên viên phượng vũ đều có chung một huyết mạch. Sau khi nghe được tin tức về quân tiêu giao qua miệng của hiên viên phượng vũ, trong mắt hiên viên nguyên thần lộ ra sự lạnh lẽo, nhìn vào chữ tiêu khắc trên đùi hiên viên phượng vũ. Sau đó hắn giơ tay lên, lực lượng pháp tắc bao trùm. Nhưng lại không thể xóa được, lực lượng pháp tắc của người này cũng được đấy. Hiên viên nguyên thần nói, ngay cả khi hắn ra tay cũng không thể xóa được chữ kia. Nhưng mà sỉ nhục huyết mạch của ta thì phải trả cái giá rất lớn. Hiên viên nguyên thần lạnh lùng nói, chương 3331, Lê Tiên giao đâu? Nguyên thần tộc huynh, người không nên xem thường tên vân tiêu kia, nếu không nắm chắc thì không nên ra tay vội vàng. Hiên viên phượng vũ do dự nói, bản thân nàng đã bị thua lỗ rồi nên mới rút ra được một bài học đáng nhớ người nghĩ rằng ta không thắng được hắn hiên viên nguyên thần nhướng mày trên thực tế tu sĩ chuyên tu luyện linh hồn sẽ có lợi thế hơn trong chiến đấu dù sao thì tài năng về linh hồn có thể có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược của một người từ trước đến nay hiên viên nguyên thần còn chưa bao giờ gặp qua một người có thể vượt qua hắn về đạo nguyên thần dù sao thì cấp bậc nguyên thần của hắn cũng đã đến cấp hàng xa tuy chỉ là cấp hàng xa sơ kỳ nhưng cũng đã rất mạnh và cũng không phải ai cũng có thể đạt được điều này nhờ vào việc hắn đã đạt được một cơ duyên hắn đã từng luyện hóa nguyên thần chân chính của một vị đế đạo hơn nữa hiên viên nguyên thần tin tưởng chỉ cần tu luyện một thời gian thì hắn có thể đột phá đến cấp hàng xa trung kỳ nếu vậy thì lại càng khó ai có thể đánh bại được hắn phượng vũ tộc hiên viên ta không phải ai cũng có thể sỉ nhục dễ dàng như vậy lúc đấy người chỉ cần đứng xem là được rồi nhân viên nguyên thần nhẹ nhàng nói rồi chắp tay ra sau lưng bước đi quả thực là có khí phách của một cường giả đích thực